Tiên nghịch chương 885, món quà của Thanh Thủy. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển không còn sinh cơ dung nhập lại bắt đầu tiêu tán. Lần này tốc độ tiêu tán so với quá khứ còn nhanh hơn, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Tiếp tục hút sinh cơ của ta, Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, ánh mắt triều mến. Nàng đã đợi hắn cả trăm năm chỉ đơn giản bởi một câu hứa. Ngàn năm tu đạo cũng chỉ có một mình nàng đặt chân vào trong lòng hắn. Nhưng phải tới khi nàng rời đi, một mình hắn chìm trong cô đơn hắn mới biến được bản thân cũng để ý tới nàng hắn cứ thế nhìn lý mộ uyển chăm chú ánh mắt chỉ có một sự yêu thương vào lúc này giữa hai người có một khoảng cách giống như đang đứng hai bên bờ sông một bên là hắn và một bên là nàng ở giữa hai người là cả ngàn năm nhớ nhung chờ đợi chỉ có điều dòng sông đó cho dù có dữ dội tới mấy cũng không thể xóa được ánh mắt kiên định vào sự chờ đợi bên tai hắn như vang lên tiếng đàn ai oán Tiếng đàn giống như một cây cầu khiến cho hai người có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Tử khí bao phủ bên ngoài thân thể Lý Mộ Uyển và Vương Lâm. Sức sống cứ vậy chui ra khỏi cơ thể Vương Lâm mà dung nhập vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Cho dù có rút trăm ngàn lần sức sống để đổi lấy sự sống cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm cũng không hề oán hận. Hắn lặng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, mỉm cười triều mến. Khuôn mặt của hắn lại tiếp tục già nua, đầy nếp nhăn sức sống bất đi khiến cho thân thể hắn trong tích tắc như đã trải qua cả ngàn năm. trong thân thể vương lâm sức sống đã không còn nhiều lắm. tốc độ hấp thu như vậy khiến cho vương lâm càng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên đạo. hắn cất tiếng thở dài, một luồng sinh cơ đậm đặc từ thân thể hắn chợt bạo phát. lần bộc phát này của hắn sinh cơ tỏa ra bốn phía khiến cho vô số đầu người xung quanh ánh mắt chợt lóe lên tia sáng u ám. a à, trong quan tài lão tổ của hướng gia ngẩn người nơi quan tài của hắn vào lúc này ở bên cạnh chợt xuất hiện một thi hài chẳng khác gì que củi một tia sáng lạnh lẽo trong khoảng khắc đôi mắt của thi hài mở ra chiếu lên người vương lâm trong tinh vực liên minh nơi một tinh cầu tu chân bổn tôn của vương lâm ẩn thân trong một môn phái tu chân hành động giống như một đệ tử cấp thấp vào lúc này hắn đang khoanh chân ngồi sinh cơ của bản thân đang tiêu tán nhanh chóng chỉ có điều đối với sự tan biến đó bổn tôn không hề có một hành động ngăn cản chỉ im lặng nhìn lên bầu trời. Từ trước tới nay, ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng nhưng vào lúc này lại giống hệ phân thân chỉ có một sự triều mến. Từ bổn tôn, sinh cơ theo một phương pháp đặc biệt chui vào trong thân thể phân thân rồi lại di chuyển vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Từ từ, nguyên anh của Lý Mộ Uyển càng lúc càng rõ ràng. Thời gian chậm chậm qua đi, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Tới ngày thứ năm, Bổn tôn của Vương Lâm không còn có chút ánh sáng, mái tóc hồng trở nên nhợt nhạt. Sinh cơ tiêu hao mức độ lớn khiến cho bổn tôn có thân thể cổ thần cũng không thể chịu đựng. Sau khi qua ngày thứ tư, nguyên anh của Lý Mộ Uyển trở nên rõ ràng. Trong nguyên anh của nàng tràn ngập sức sống, tử khí đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều sức sống đó sau khi không có sinh cơ của Vương Lâm dung nhập liền không thể ổn định, chưa nói gì tới sự thức tỉnh. Bốn ngày, đó đã là cực hạn. Ngày thứ năm Vương Lâm không có cách nào vượt qua. Lão Phu chỉ có thể làm tới bước này. Sinh cơ của ngươi không đủ nên không thể làm sống lại Nguyên Anh. Tổ tiên của hướng gia bình tĩnh nhìn Vương Lâm rồi lại nằm vào trong quan tài cột làng tử khí nổi lên đẩy Lý Mộ Uyển và Vương Lâm ra khỏi thông đạo. Trong quá trình đó, hai tay Vương Lâm lập tức bắt quyết, từng đạo cấm chế bao phủ Nguyên Anh khiến cho tốc độ tan biến của một chút sức sống đó chậm lại. Trong nháy mắt khi ra khỏi cái khe, Hai cặp mắt liền tập trung vào người Vương Lâm. Vào lúc này, Thanh Thủy nhìn thấy Vương Lâm chỉ ngẩng người, trầm mặt không nói. Về phần Hướng Văn Đông như sớm biết sẽ có tình trạng này nên chỉ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thôi. Vương Lâm trân trọng đặt nguyên anh của Lý Mộ Uyển vào trong túi trữ vật, nhìn Thanh Thủy rồi nói một cách bình tĩnh, "Sư huynh, chúng ta đi thôi." Thanh Thủy than thầm một tiếng rồi phất tay áo, đưa Vương Lâm bay đi. Hướng Văn Đông nhìn theo hướng Vương Lâm biến mất, mỉm cười lẩm bẩm, hứa một. Tuy lão phu tính kế với ngươi, nhưng lại không có gì giấu giếm. Với sự thông minh của ngươi chắc cũng đã biết được. Giúp ngươi hồi phục nguyên anh thì trả giá chính là vô số sinh cơ. Như thế, chúng ta không hề thiếu nợ nhau. Trong tinh không, Thanh Thủy và Vương Lâm giống như hai chồng sao chổi bay đi. Sư Huynh, ngươi cũng biết vật đấy. Trong lúc phi hành, Vương Lâm chợt mở miệng. Hắn vỗ vào túi trữ vật, nhất thời tị thiên quang bay ra trước mặt thanh thủy dừng lại liếc nhìn tị thiên quang ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt phải một lúc sau hắn trầm giọng nói vật này ta chưa từng thấy nhưng nó có đậm đặc tiên khí thì chắc chắn là vật của tiên giới mặt khác bên trong nó còn có một thứ lực lượng đặc biệt giống như một thứ quy tắc nào đó vật này chắc là dùng để chữa thương phải không nghe thấy ngay cả thanh thủy cũng không biết được vật ấy Vương Lâm thầm than thu hồi tị thiên quan rồi nói, nó đúng là vật để chữa thương nhưng lại không biết phương pháp. Thanh Thủy cũng không hỏi tiếp chỉ nhìn ra xa. Im lặng một lúc, lão chợt nói, hứa một. Tuy ngươi không bước vào thăng tiên trì nhưng vẫn vượt qua khảo nghiệm. Lần này ta tới liên minh nguy hiểm rất nhiều chỉ sợ là không thể cho ngươi đi theo. Vì vậy mà trong tinh vực liên minh tất cả ngươi đều phải dựa vào bản thân. Vương Lâm gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm giác không thể nói lên được thành lời, bởi sự kêu gọi của thiên đạo đã càng lúc càng rõ ràng. Hô phong, hoáng vũ, tác đậu thành binh. Ba tiên thuật này ngươi đã có được hô phong. Hai tiên thuật còn lại, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Thanh Thủy vừa nói, hai ngón tay khép lại điểm vào mi tâm của Vương Lâm. Nhất thời, một luồng tiên nguyên dung nhập vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó, trong đầu Vương Lâm lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức liên quan tới hoán vũ và tác đậu thành binh. Động tác vừa rồi của Thanh Thủy chính là một sự truyền thừa. Truyền thừa hoàn toàn khác với truyền thụ. Chỉ có quan hệ thầy trò mới có thể tiến hành truyền thừa. Bởi như vậy mới có thể giúp cho tránh được việc tốn thời gian đi theo đường vòng, làm cho người nhận hiểu được sâu nhất. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm thầm than trong lòng. Khi mới bắt đầu, hắn đối với Vương Lâm chỉ là báo đáp sư tôn năm đó tuy sư tôn chỉ nói đùa nhưng sau khi hắn tỉnh dậy chuyện duy nhất có thể báo đáp là làm thế này vì vậy mà hắn cũng chẳng để ý tới vương lâm nhiều lắm chỉ vì sư tôn mà thôi vương lâm không bước vào thăng tiên trì khiến cho thanh thủy thất vọng quyết định từ nay về sau vương lâm và sư tôn hết duyên từ bây giờ không còn chút quan hệ nào nữa và hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm nguyên nhân tiên giới tan vỡ và lý do khiến cho bản thân điên cuồng nhưng tất cả khi nhìn thấy vương lâm vì một người con gái mà chấp nhận đi tới bước này bỏ qua toàn bộ sinh cơ làm cho thanh thủy như nhớ lại nhìn vương lâm thanh thủy như thấy lại bản thân khi trước trong lòng cảm giác đau đớn hắn không thể nào quên được sau khi tỉnh dậy nhìn thấy một vũng máu tươi và người yêu đang nhắm mắt cũng vào lúc đó trái tim của hắn hoàn toàn tan vỡ cảm giác buồn bã Ánh mắt của Thanh Thủy nhìn Vương Lâm không còn chuyện báo đáp sư tôn mà có một chút gì đó triều mến hơn. Ngươi không bước vào Thăng Tiên Trì nên không thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên thuật. Sư huynh không có gì cho ngươi, chỉ có ngươi một đạo tiên nguyên lực giúp ngươi thi triển tiên thuật. Đạo tiên nguyên lực truyền vào cơ thể Vương Lâm, Thanh Thủy không lấy đi mà sau đó được Vương Lâm vận chuyển biến thành một hạt tiên khí, rơi vào trong nguyên thần của hắn. Tiên nguyên lực này có hạn, xem như lễ vật nhỏ của ta đi còn có hoáng vũ tinh, hai vật này khác nhau nhưng cùng có thể kết hợp để thi triển. Ngươi ở trong liên minh tinh vực, chỉ cần không xa vào cuộc chiến của tu sĩ có đại thần thông thì cũng tự bảo vệ mình. Lúc này, trong đầu vương lâm vẫn còn bị hoáng vũ cùng với thần thông vải đậu thành binh tràn ngập, đắm chìm bên trong không ngừng chuyển hóa và minh ngộ. Thanh thủy trầm ngâm một lúc lâu, nhìn vương lâm với ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, sức sống của ngươi hao hụt nhiều lắm, điểm này sư huynh không giúp được ngươi thần thông sở tu của ta đều là thuộc chinh chiến, không thể an dưỡng. Chỉ có năm đó ở lôi tiên giới, sư tôn truyền thụ cho ta thần thông thôn vệ, thần thông này ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, giờ ta truyền lại cho ngươi. Thanh Thủy nói xong, dùng tay phải đặt tại mi tâm của Vương Lâm, những gì có liên quan tới thần thông thôn vệ, dũng mãnh đi vào trong đầu Vương Lâm. Thuật này tác hại rất lớn. Năm đó, khi truyền cho ta, tôn sư cũng rất do dự. Nếu bây giờ ngươi học được cũng phải tránh, nếu không cần thiết thì đừng sử dụng tùy tiện." Thanh Thủy thở dài, nhìn vẻ mặt già nua của Vương Lâm, thu hồi tay phải. Trong lúc đó, bức tranh hiện ra một ký hiệu cực kỳ quỷ dị, ký hiệu này chứa đầy mùi máu tanh, vừa xuất hiện đã làm cho trời đất biến hóa. Trong nháy mắt, hầu như tất cả bụi bặm cũng đều nhanh chóng bị thổi bay. Sức sống của ngươi tổn thất quá nặng, ký hiệu này chỉ có thể bảo vệ thêm một chút mà thôi. Thanh thủy vung tay phải lên, lập tức ký hiệu màu đỏ trực tiếp ấn vào ngực của Vương Lâm, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Cơ thể của Vương Lâm chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, sắc mặt từ già nua nhanh chóng phục hồi. Một lúc sau, trừ cái đầu bạc, còn lại tướng mạo đã khôi phục như ban đầu. Trên cơ thể hắn, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy sức sống của hắn bị tổn thương, toàn bộ được che giấu để bảo vệ. Ký hiệu này không có tác dụng khôi phục lại không thể sử dụng đối với nguyên anh trong cơ thể nếu không ngươi cũng không bị như thế thanh thủy xoay người hướng về phía tinh không bóng dáng dần dần biến mất sư đệ từ nay về sau tự giải quyết cho tốt phương pháp khôi phục của cực cảnh và thiên kiếp có liên quan với nhau chỉ có điều nếu tu vi chưa bước vào toái niết chớ có dựa vào cực cảnh nhất thiết phải tránh thanh thủy đi rồi thân thể của vương lâm chấn động khôi phục lại tinh thần cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai, hắn nhìn thanh thủy đã đi ra phía xa, thì trầm ngâm một hồi lâu. Cảm ơn. Vương Lâm nhẹ giọng, trong lòng có nỗi niềm không nói được, bèn xoay người rời đi. Hắn không dùng cái khe của lôi tiên điện để vào liên minh tinh vực, mà cả người dung nhập thiên địa, tìm được một tinh cầu tu chân tinh vứt đi bị bỏ hoang gần nhất cẩn thận xem xét. Sau khi thấy mọi thứ an toàn, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tạo một động phủ. Thần thức tản ra, Tháp Sơn bước ra phía sau, khoanh chân ngồi ở cửa động bảo vệ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức quả cầu cấm chế phong ấn Lý Mộ Uyển bay ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhìn quả cầu cấm chế, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ buồn đau, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức, quả cầu cấm chế mở ra từng tầng một, bên trong lộ ra nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn còn có một tia sức sống. Uyển Nhi, nếu ta có thể dùng tất cả sức sống còn lại của mình, để có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho nàng ta cũng cam lòng. Giọng điệu của Vương Lâm bình tĩnh, nhưng lại lộ một nỗi đau làm người ta chua xót. Nguyên Anh Lý Mộ biển run rẩy. Nàng không còn khí lực để thức tỉnh. Nhưng lúc này lại có hai hàng nước mắt lăn dài trên thân thể, là Nguyên Anh nên không có nước mắt. Khi nước mắt vừa lăn ra, lập tức tiêu tan, không còn nửa giọt rơi xuống. Chỉ có điều, nó hóa thành nỗi bi thương nồng đậm, tràn ngập bốn phía vương lâm kinh ngạc nhìn lý mộ uyển giữa mi tâm của hắn hào quang lóe lên hạt châu thiên nghịch dần dần ngưng tụ hắn đặt nguyên anh của lý mộ uyển vào trong hạt châu thiên nghịch nhưng vương lâm run rẩy khi phát hiện ra trong thiên nghịch sức sống của lý mộ uyển không ngờ còn đang tiêu tan nó tiêu tan dần dần nhưng lại liên tục vương lâm trên mặt lộ ra vẻ chua xót hắn trầm ngâm một lát rồi quyết định vỗ túi trữ vật tị thiên quang lập tức biến ảo ra dừng trước mặt hắn vật này giống như một cổ quan tài bằng pha lê, lộ ra từng trận tinh quang, hoặc nhìn cực kỳ rực rỡ. Từ bên trong hạt châu thiên nghịch, hắn lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra. Tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã quyết định nhưng lúc này lại trở nên trầm ngâm. Buông tay hay là không? Nhìn thấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm nắm lấy tay nguyên anh của Lý Mộ Uyển kéo vào trong tị thiên quang. Khi rơi vào trong tị thiên quang, lập tức nguyên anh đang khoanh chân liền thay đổi trạng thái chậm rãi nằm xuống vương lâm nhìn không chớp mắt quên hết mọi thứ xung quanh trước mắt hắn chỉ có lý mộ uyển khi lý mộ uyển vừa nằm xuống lập tức trong tị thiên quan hiện ra một cổ sức mạnh kỳ quái lan tràn bao phủ toàn bộ quan tài đồng thời nguyên anh của lý mộ uyển lập tức chấn động không ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ chỉ có điều đúng lúc này trong cơ thể lý mộ uyển một chút sức sống lại chạy ra từ trong nguyên anh dấu hiệu sụp đổ kia chậm rãi bị tiêu tan cuối cùng trong cổ quan tài xuất hiện ánh sáng nhiều màu lúc này trong tâm trí của vương lâm đã trải qua biến hóa mãnh liệt hắn hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cũng là lúc hắn hiểu được nếu như lý mộ uyển không có chút nào sức sống khi đặt vào trong tị thiên quan tất nhiên sẽ bị sụp đổ quan tài này xem ra có hiệu quả đối với người còn sức sống cho dù chỉ còn lại một chút sức sống vương lâm chăm chú nhìn vào trong quan tài ở đó có nhiều ánh sáng đang lóe ra ngay sau đó một sợi tơ màu đỏ từ nguyên anh của lý mộ uyển biến ảo ra di chuyển rất nhanh hình thành những đường nét cơ bản hình dáng của thân thể lý mộ uyển tiếp đó ánh sáng nhiều màu sắc ở giữa với vô số tinh quang ngưng tụ lại từ hình dáng tơ hồng liền hình thành một bộ khung xương của người con gái bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân thể của Lý Mộ Uyển chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn đã ngưng tụ ra. Trong quan tài nàng nằm im lặng như đang ngủ say, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã tồn tại. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt. Uyển Nhi, chỉ một cái liếc mắt thôi, với Vương Lâm cũng đã cảm thấy ý nghĩa lắm rồi. Ba ngày sau, Vương Lâm mang Lý Mộ Uyển đi ra nơi tu chân tinh vứt đi kia, rồi đi thẳng đến lôi tiên điện. Uyển Nhi, Chúng ta về nhà thôi. Giữa tinh không, truyền ra lời nói đầy đau thương sâu nặng của Vương Lâm, nhưng không hề được giải tỏa. Trong Liên Minh Tinh vực, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bắt đầu từ phía tây của Liên Minh Tinh vực, đạo quân tu sĩ của La Thiên Tinh vực nhảy vào, tung hoành ngang dọc, tấn công và chiếm lĩnh một khối tu chân tinh, nên tu sĩ ở phía trong đều bỏ chạy. Hình như mọi thứ thứ đều đến thời kỳ cuối. Tu Chân Liên Minh không có hành động gì, cũng không có vẻ gì phải lo lắng, dường như chỉ đứng nhìn. Việc này đối với tu sĩ của La Thiên cũng khiến họ hơi nghi ngờ, không thể xác định thái độ của Liên Minh Tinh vực. Ngay cả trong lòng đám người Viêm Lôi tử cũng chứa đầy sự ngờ vực. Nếu sự việc cũng xảy ra ở La Thiên Tinh vực, thì Lôi Tiên Điện sẽ tổ chức phản kích, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương xâm nhập vào sâu bên trong, chiếm đóng căn cơ, chờ cơ hội nếu là ở tu chân liên minh thì dù là tu chân tinh thất cấp trở lên bất luận là thế nào cũng đã ra mặt trong liên minh tinh vực những tu chân tinh tu sĩ la thiên chiếm cứ toàn bộ những tu chân quốc lục cấp thất cấp hình như biến mất một nửa bọn họ không thể tìm được cảnh tượng này thật quỷ dị làm cho tu sĩ la thiên càng thêm nghi ngờ mặc dù lúc đầu nhìn bên ngoài thì la thiên tu sĩ có vẻ nở mặt nở mày vô cùng nhưng đối với việc không biết đối phương đang tiến hành phương thức chiến tranh gì khiến cho phần đông lão quái trong đám tu sĩ của la thiên tinh vực trong lòng cảm thấy bất an nhưng đó không phải là điểm quan trọng mà quan trọng là nửa tháng chiến đấu ác liệt ở liên minh tinh vực sức chiến đấu của lục cấp tu chân quốc khiến cho một bộ phận lớn tu sĩ của la thiên có thể nói là bị chấn động loại này giết người cũng rất xảo quyệt cách dùng pháp bảo cũng khó lường v v tất cả khiến cho tu sĩ của la thiên tổn thất không nhỏ nếu khi giao chiến mà đó là tu vi của hai bên là ngang nhau thì tu sĩ la thiên chắc chắn sẽ thất bại điều đó càng làm cho một bộ phận tu sĩ la thiên khiếp sợ tu sĩ liên minh còn lại đều là những tên giết người quyết đoán kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thậm chí còn khiến cho tu sĩ la thiên có cảm giác như mỗi một tu sĩ này đều đến từ đông lâm tinh lúc này ở phía tây liên minh tinh vực một tinh cầu tương đối hoang dã, bỗng nhiên phát ra một cổ khí tức ngút trời. Ngay sau đó, toàn bộ trong tinh cầu truyền ra âm thanh nổ ầm ầm, âm, âm thanh cứ vang vọng, điên cuồng truyền ra liên tiếp. Cũng may là trên tinh cầu không còn người sinh sống. Nếu không, khi nó nổ vang và chấn động kịch liệt như thế, chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Mặt đất trung chuyển, sông biển đảo lộn, dường như cái chết kề cận. Từ trong tinh cầu, một tiếng cười sảng khoái truyền ra kéo dài, kèm theo đó là tinh cầu nổ càng dữ dội. Lão tử xuất quan. Tê tiểu nương tử phượng loan tinh, bắt lão tử chờ đợi. Lúc đó còn ép lão tử phải bế quan một thời gian dài như thế, để lão tử phải trốn đông, trốn tây, phải tới một địa phương mà đến chim cũng chẳng thèm ỉa. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo, hóa thành một tiếng rít gào, lan tỏa khắp đất trời cùng lúc đó bên trong tinh cầu bỗng nhiên lao ra một bóng người người này quần áo rách nát làn da ngâm đen cực kỳ dơ bẩn lôi thôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như mặt trời tỏa ra một cổ hàng quan quái dị chấn nhiếp tâm hồn người khác người này một mạch lao ra tiếng nổ cũng gầm vang theo một sức mạnh khổng lồ xuất hiện tại tinh cầu dường như không chịu nổi một mảng lớn tinh cầu lập tức sụp đổ lão tử không còn nhớ rõ là lần này bị giam cầm đã bao lâu Đáng thương cho lão tử cho nhóm vương phi của lão tử, nhiều năm như vậy chắc đến bây giờ cũng đã chết hết. Lão tử lần này thực sự nổi giận. Lão tử tu luyện một mạch đạt đến Tịnh Niết sơ kỳ rồi, tới phương Loan Tinh làm vương gia thôi. Người mắng to ầm ĩ, dường như muốn đem ác khí mà hắn tích trữ những năm gần đây xuất ra toàn bộ. Bên trong tinh không của Liên Minh Tinh vực, Vương Lâm mái đầu bạc trắng, lạnh lùng nhìn về phía trước, chậm rãi tiến lên từng bước một. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần bước ra đều xuất hiện sóng gợn quanh quẩn bên dưới, vượt qua khoảng cách cực xa. Nhìn tinh không xung quanh lộ ra đôi chút quen thuộc, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Hắn đã rời đi rất lâu. Khi rời đi hắn mới chỉ là vấn đỉnh kỳ nhưng khi trở về đã là khuy niết rồi. Thiên vận tử, lăng thiên hầu. Vương Lâm ta đã trở lại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang trong túi trữ vật của hắn còn có chìa khóa để tiến vào động phủ ngầm trong yêu linh chi địa nó vẫn được vương lâm giữ gìn cẩn thận năm đó tu vi của vương lâm không tính là gì trong liên minh tinh vực tiếp xúc cao nhất cũng chỉ đến mức độ thất cấp tu chân quốc mà thôi nhưng hiện tại hắn đã là tu sĩ khuy niết kỳ dù là trong la thiên tinh vực cũng đã được một số lão quái coi trọng lần này trở lại liên minh tinh vực nếu hắn muốn có thể nhấc lên một hồi phong bạo chỉ có điều vương lâm rất rõ ràng liên minh tinh vực không hề như la thiên tinh vực mà quá thâm sâu lần chiến tranh giữa la thiên tinh vực và liên minh tinh vực này nhất định phải cẩn thận không thể dễ dàng bị cuốn vào giữa được đôi mắt của vương lâm chợt lóe lên quyết định trước hết chỉ có quan vọng sau khi về tới liên minh tinh vực tính cách cẩn thận năm đó của vương lâm lần nữa mạnh mẽ tái hiện sâu trong tâm khảm hắn biết rằng tu sĩ của liên minh tinh vực nhất là những lão già tu vi từ vấn đỉnh trở lên đều rất cáo già, càng không cần phải nói đến những người có tu vi tương đương với hắn. Nếu một chút không cẩn thận, sợ là bị người ta nắm lấy thắt lưng kéo vào mà cũng không tự biết. Nơi đây cũng không phải là La Thiên Tinh vực, hình thức tu luyện theo gia tộc mà là thế giới tu chân tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của ta sau khi hợp thể với bản tôn thì trong liên minh tinh vực này cũng không cần sợ bóng sợ gió. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàng quang. Sau khi trở lại liên minh tinh vực, Vương Lâm liền thông qua liên hệ với bản tôn để biết được chính xác phương bị của nhau. Trong khi bước chân đi về phía trước, thần thức của Vương Lâm tản ra, tràn ngập bốn phía. Không lâu sau, thần sắc của hắn hơi đổi dọc theo đường đi hắn đã luôn không ngừng tìm kiếm những tinh cầu hoang dã không có người ở lúc này hắn rốt cục cũng đã tìm được sóng gợn dưới chân xuất hiện thân mình vương lâm dung hợp vào thiên địa biến mất lúc hiện ra đã xuất hiện ở một tinh cầu hoang dã không có người ở trên tinh cầu này linh lực không nhiều lắm nhưng trên mặt đất đầy cây cỏ dồi dào sức sống đưa mắt nhìn ra tinh cầu hoang dã này hoàn toàn tràn ngập cây cuối trước đó khi hắn biết rằng muốn cứu sống lý mộ uyển thì cần phải tiêu hao sức sống thì không chút do dự lựa chọn đổi sức sống để đổi lấy thất tịch thuật dù sao chờ đợi cả trăm năm lúc này đây mới có một cơ hội duy nhất hắn không thể từ bỏ được muốn thử xem sẽ thành công hay thất bại thành công chính là lý mộ uyển tuy không sống lại nhưng có thân thể có hy vọng tuy nói sức sống của vương lâm sẽ tiêu hao tuyệt đại bộ phận nhưng đối với sức sống hắn cũng có tính toán khác ngay cả thanh thủy đều không ngờ Vương Lâm còn có hậu thủ mà nói ra phù văn có tác dụng che giấu sức sống. Lúc này đây, ngoại trừ mái đầu bạc thì tướng mạo của Vương Lâm không có chút nào già nua. Nhưng thực tế nếu phá bỏ phù văn này, thì hiện giờ hắn cũng tan thương như lão già ngàn năm tuổi. Loại cảm giác thiên đạo luân hồi triệu hoáng lại càng thêm rõ ràng. Chỉ là, hết thảy thần sắc của Vương Lâm không có gì biến hóa. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, dừng lại trên tinh cầu tràn ngập sức sống này. Nháy mắt khi hai chân vương lâm hạ xuống, hắn thở sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Phía sau hắn, tháp sơn bước ra, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, hai mắt lóe ra hàng quan chăm chú nhìn bốn phía. Nếu có chút gió lay cỏ động nào gây bất lợi cho vương lâm, hắn sẽ lập tức ra tay. Thở thật sâu một hơi, vương lâm nâng tay phải lên bóp quyết, lập tức một cổ hắc mang ngưng tụ trên đầu ngón trỏ hắc mang này lúc đầu chưa nồng đậm nhưng một lát sau liền có một loại lực lượng có thể chấn nhiếp nhân tâm. Tịch diệt chỉ. Vương Lâm nhìn hắc mang trên đầu ngón trỏ. Năm đó, sau khi hắn thấy được bước thứ ba, phân tích thì thấy nếu thi triển pháp thuật này lâu dài thì không có lợi cho việc hồi quy bổn nguyên cho nên đã từ bỏ nó. Nhưng sau khi nghe hướng Vân Đông nói nếu muốn cứu Lý Mộ Uyển cần tiêu hao đại lượng sức sống của chính mình thì trong đầu Vương Lâm lập tức nhớ tới tịch diệt chỉ. Thần thông này lấy một loại phương thức cực kỳ bá đạo cắn nuốt sức sống của vạn vật cho chính mình sử dụng sau khi dung nhập toàn thân hóa thành một kích sắc bén hết thảy sức sống sẽ tiêu tan ánh mắt vương lâm lộ ra tinh quang đầu ngón tay phải chậm rãi điểm về phía dưới bỗng nhiên ấn tại mặt đất trước người trong nháy mắt này lập tức hắc mang hình thành nên một vòng tròn lấy vương lâm làm trung tâm hướng về bốn phía khoách tán ra gần như chỉ trong chốc lát hắc mang tràn ngập mặt đất trong phạm vi cả ngàn dặm, bao trùm mặt đất. Trong phạm vi này, những cây đại thụ ngàn năm dần dần héo rũ, lá cây nhanh chóng khô nứt, cuối cùng vịt một tiếng, hóa thành bụi phấn biến mất, ngay cả những lá cây rơi xuống trong lúc này cũng tiêu tan. Chỉ còn một đoàn bạch khí khi những cây đại thụ sụp đổ thì phiêu tán ra. Đột nhiên lập tức ngưng tụ về phía vương lâm. Không chỉ có những cây đại thụ, ngay cả những cây cỏ trên mặt đất đều ở khoảnh khắc khi Hắc Mang quét qua lập tức héo rũ, toàn bộ sức sống bị rút ra, hóa thành bạch khí, ngưng tụ về chỗ Vương Lâm. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều tịch diệt, chỉ có sức sống bay lên. Nếu là từ trên trời cao nhìn xuống phía dưới thì lập tức nhìn ra điều quỷ dị này. Ở một nơi rất xa, đây là một tinh cầu bán hoang phế, linh lực trên tu chân tinh này không đậm đặc bên ngoài tu chân tinh lúc này có mấy đạo kiếm quan bay lượn đứng trên mỗi đạo kiếm quan đều có một tu sĩ những người này sắc mặt đều rất âm trầm hàng quan lóe ra trong mắt khi vần quanh tinh cầu này thì thần thức không ngừng tản ra chặt chẽ quan sát bốn phía một cổ khí tức áp bách không ngừng tràn ra những tu sĩ đứng trên kiếm quan này tu vi cũng không cao chỉ có anh biến kỳ mà thôi nhưng sát khí lộ ra trên người bọn họ cũng rất sâu đậm Lúc vần quanh bên ngoài tinh cầu, tuy thần thức tản ra quan sát xung quanh, nhưng bên trong đôi mắt bọn họ đều có thể nhìn ra một tia lo lắng. Không lâu sau, một đạo kiếm quang từ tu chân tinh bán hoang phế kia bay ra. Bên trên đạo kiếm quang này có một lão phụ nhân đang đứng, trên mặt bà có nhiều nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra khi còn trẻ tuổi tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, nếu Vương Lâm nhìn thấy bà chắc chắn nhận ra bà có chút quen mắt. Thần sắc của lão phụ nhân này cũng ưu sầu sau khi bay ra lập tức có tu sĩ tới gần, cung kính nói, tham kiến bạch tuyết sư thúc. Lão phụ nhân hơi gật đầu, nhìn tinh không xa xa nói, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có gì dị thường nhất định phải sớm bẩm báo. Lúc này chiến loạn, chu tức tinh ta quá gần với tu sĩ của viêm ly la thiên tinh vực, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Lão phụ nhân thầm than, đang muốn nói tiếp thì thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chầm chầm vào phía tinh không phía trước biến hóa của lão lập tức khiến cho những tu sĩ xung quanh chú ý đều nhìn lên vừa thấy sắc mặt của cả đám lập tức trở nên tái nhợt nhưng lập tức ngưng tụ một cổ sát khí ngập trời tinh không xa xa đạo đạo kiếm quang gào rít tạo thành một đội ngũ ước chừng có mấy trăm tu sĩ lao thẳng tới chu tước tinh đi đầu là một đồng tử đầu to hắn chấp hai tay sau lưng đạp trên tinh không khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngu ngốc tên đồng tử đầu to này đã sớm nhìn thấy được tu chân tinh bán hoang phế kia loại tu chân tinh trình độ này với trải qua mấy hôm vừa qua hắn biết rằng sẽ ứng với một lục cấp tu chân quốc với tu vi của hắn căn bản là hắn không thèm để lục cấp tu chân quốc vào mắt càng không cần phải nói mấy trang tu sĩ la thiên tinh vực phía sau hắn đến nơi này chẳng qua chỉ là đồ tinh mà thôi nhiệm vụ chân chính của hắn là làm tu sĩ tiên phong tiến vào liên minh nam vực để tra xét tình huống theo khoảng cách chậm rãi rút ngắn, lão phụ nhân bên ngoài Chu Tức Tinh sắc mặt âm trầm, không nói hai lời lập tức lui về phía sau. Lui theo về còn có những tu sĩ xung quanh. Những người này đều thi triển tốc độ nhanh nhất, trong tiếng xé gió của kiếm quang bay vào trong Chu Tức Tinh. Thấy một màn này, tên đồng tử đầu to cười vang lên, biểu tình đần độn trên mặt càng rõ hơn. Không chỉ có hắn, ngay cả đám tu sĩ La Thiên Tinh vực phía sau hắn cũng cười ha hả. Dưới con mắt bọn họ, loại tu chân tinh trình độ này thực sự quá yếu tùy tiện một âm hư tu sĩ nào bước vào tu chân tinh này đều có thể đồ diệt toàn tinh tiên sử tinh cầu này để cho huynh đệ hai người tại hạ giải quyết đi phía sau đồng tử đầu to một nam tử trung niên đi ra tu vi của người này vẫn chưa tới cảnh giới âm hư chỉ là vấn đỉnh đại viên mãn sau khi bước ra hắn nhìn về đồng tử đầu to cực kỳ cung kính bên cạnh tu sĩ trung niên này cũng đi ra một người tướng mạo của hai người này khá giống nhau đồng tử đầu to nhìn lướt qua chu tức tinh ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt với tu vi của hắn muốn tiêu diệt tinh cầu này quả thật rất đơn giản lúc này nghe thế mở miệng nói cho các ngươi thời gian một nén hương giết sạch toàn bộ tu sĩ nơi này cho ta huynh đệ hai người này cười lên ha hả trong đó một người cười nói tiên sử yên tâm tu chân tinh bậc này không cần đến một nén hương chỉ cần nửa thời gian ấy là đủ rồi Nói xong, hắn mang theo nụ cười độc ác, tiến tới phía trước hóa thành sao băng, ầm ầm lao thẳng về phía Chu Tước Tinh. Phía sau hắn, người huynh đệ của hắn cũng lộ ra thần sắc đầy sát khí. Tốc độ hai người cực nhanh, nháy mắt đã đột phá tầng cương phong bên ngoài tinh cầu, trực tiếp lao vào trên Chu Tước Tinh. Chu Vũ Thái đứng trên đỉnh Chu Tước Sơn, ánh mắt như điện. Một cổ khí tức vô biên điên cùng vận chuyển trong cơ thể. Trước người hắn, một thanh kiếm dài mỏng bay lượng hắn lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, thần sắc kiên định. Phía sau hắn có một đám tu sĩ đứng thẳng, trầm mặt. Trong số những tu sĩ này không hề thiếu những người mà năm đó Vương Lâm từng gặp qua. Lúc này, mấy trăm năm đã trôi qua, những người này tu vi đều đã tăng tiến. Lão phụ nhân Bạch Tuyết lúc này cũng hóa thành một đạo kiếm quang từ giữa không trung hạ xuống. Bà thân là trưởng lão nhân tiên đạo, chu tước tinh chính là nhà của bà, bất kể thế nào cũng muốn bảo vệ đáng nói tới trong đó có một lão già tiên phong đạo cốt mặc một bộ hoàng bào sau lưng còn có một thanh trường kiếm chỗ của hắn tương đối xa phía sau hiển nhiên trong số những người này thì hắn còn chưa đủ tư cách đứng lên đầu bộ dáng của hắn nếu vương lâm nhìn thấy chắc chắn nhận ra người này chính là trường môn của hàng nhạc phái năm đó hoàng long chân nhân lúc này thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng nhìn không ra nửa điểm giả dối chỉ có điều trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia suy nghĩ nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể nhìn ra vương lâm đạo hữu đem danh hiệu chu tước tử nhường cho chu mổ chu mổ đã lập lời thề cùng tồn vong với chu tước tinh hôm nay đối đầu với đại địch dù chu mổ có tan xương nát thịt cũng không lùi lại nửa bước phía sau chu vũ thái cũng có hai tu sĩ vấn đỉnh hai người này cũng đều đã già cả nếu vương lâm lúc này ở đây nhất định nhận ra thân phận bọn họ hai người này nhìn thoáng sang nhau thở dài trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định lúc này có trốn cũng không thoát đây là một trận chiến không bình thường mà là chiến tranh giữa hai tinh vực điểm này dĩ nhiên bọn họ đã được tu chân liên minh thông báo tin tức từ trước đối mặt với hết thảy điều này bọn họ cũng có hậu thủ nếu không sợ là chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ trong một chỗ ở nửa tinh cầu bên kia vân tức tử từ mấy trăm năm bế quan mở hai mắt ra Tướng mạo của lão càng thêm già nua, phù văn trên mi tâm không ngừng lóe lên. Sau khi đứng dậy, lão bước về phía trước một bước liền xuất hiện ở giữa không trung, nhìn về xa xa phía trước. Phía sau hắn, một đám tộc nhân của tiên di tộc cũng đã tập hợp, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời lúc này trên chu tức tinh, một số tu sĩ không màng thế sự cũng đều đi ra nhìn lên không trung, một cổ áp lực nặng nề lan ra khắp thiên địa. Dưới áp lực này như là có vô số những ngọn núi từ trên trời giáng xuống, bất kỳ ai cũng có thể bị đè nát. Bên trong Vân Thiên Tông, Tông Thái dĩ nhiên đã nhiều tuổi, đôi mắt u ám, tử khí lượng lờ toàn thân. Tuổi thọ của hắn đã tận, lúc này cũng dãy dụa đứng ở trên quảng trường của Vân Thiên Tông, nhìn chầm chầm vào hư không, không thốt ra từ nào. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ có mặt trên chu tức tinh đều ngẩng đầu nhìn lên không trung tu sĩ của các tông phái ngũ cấp tu chân quốc, tứ cấp tu chân quốc, tam cấp tu chân quốc thần sắc đều ngưng trọng. Một cổ sinh tử nguy cơ, một kiếp nạn diệt tinh chu tức tinh theo hai đạo lưu tinh từ giữa không trung giáng xuống. Hai đạo lưu tinh kia đúng là hai huynh đệ đến từ La Thiên Tinh Vực. Khoảnh khắc khi hai huynh đệ này tiến đến liền điên cùng cười lớn. Tiếng cười này cực kỳ kiêu ngạo. Hai người hắn đúng là có tư cách này. Tu vi vấn đỉnh đại viên mãn ở chu tức tinh này đã tuyệt đối thuộc loại cường giả đứng đầu. Hơn nữa bọn họ có hai người, do đó hình thành một lực lượng cực kỳ cường đại. Tu chân tinh bỏ đi bậc này nhưng cũng tồn tại nhiều tu sĩ như thế. Trong La Thiên tinh vực ta, tinh cầu này căn bản là không có người chiếm cứ. Liên Minh tinh vực cũng thường thôi. Trong tiếng cuồng tiếu này, một người điên cuồng tán phát ra tu vi toàn thân, thần thức như một cơn phong bão quét ngang cả chu tức tinh trong nháy mắt này những cường giả trong chu tước tinh đám người chu vũ thái vân tước tử và mấy tu sĩ vấn đỉnh lập tức từ dưới đất bay lên chuẩn bị đại chiến nhưng đúng lúc thần thức của la thiên tinh vực kia tản ra nháy mắt khi đảo qua vân thiên tông cả người hắn như bị điện giật phản phất như có hơn 10 vạn tiếng sấm đánh đồng thời vang lên bên tai hóa thành tiếng sấm ầm ầm không ngờ suýt nữa khiến hắn đứng còn không vững kịch liệt rung động hai mắt hắn đột ngột mở to ra ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, thậm chí còn có một cổ sợ hãi điên cuồng lan tỏa toàn thân. Đây là 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 là. Trên sơn môn của Vân Thiên Tông có một pho tượng thật lớn đứng sừng sững. Pho tượng này chính là điêu khắc Vương Lâm. Bức tượng này khắc cực kỳ giống, triệt để đem toàn bộ bộ dáng của Vương Lâm khắc họa nên. Nhất là đôi mắt băng hàng lại có ba phần thần thái. Tu sĩ La Thiên còn lại nhìn thấy biểu tình tộc huynh của mình như thế, thần thức tản ra, lập tức tập trung ở pho tượng trên vân thiên tông. Cả người hắn cũng đột nhiên run rẩy, vẻ hoảng sợ trong mắt còn nồng đập gấp trăm lần so với tộc huynh của mình. Ma. Ma đạo tử. Hứa một. Nháy mắt da đầu hai người này rung lên, trái tim đập thình thịch, kinh nghi nhìn nhau một lúc, đều thấy được vẻ khủng hoảng trong ánh mắt đối phương. Đại danh ma đạo tử hứa một ở la thiên tinh vực quả thực quá nổi tiếng. Nhất là phong tiên nhất dịch, đạt được chính phẩm lôi tiên, hiệu lệnh ba nghìn tu sĩ loại uy danh này loại khí thế này cũng không phải người thường có thể dễ dàng có được đừng nói huynh đệ hai người bọn họ cho dù là lão tổ của gia tộc bọn họ khi thấy ma đạo tử cũng phải cung kính thậm chí ngay cả đồng tử đầu to dẫn đầu đội tiên phong này sợ là cũng phải tâm thần kịch chấn đáy lòng hai người thầm kêu khổ cũng không còn nửa điểm sát khí và kiêu ngạo nữa nội tâm hai người khủng hoảng buộc hai người phải nhanh chóng lao ra không chút do dự chạy trối chết. Bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa của năm chữ ma đạo tử hứa một trong la thiên tinh vực đại biểu cho giết chóc và máu tanh. Đối địch với người này chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Sư đệ của thanh thủy tiên quân, chính phẩm lôi tiên, đệ nhất nhân trong đám tu sĩ tiểu bối của la thiên tinh vực, bị vô số tu chân gia tộc và diêu gia đuổi giết, ngược lại còn bị thiệt hại nghiêm trọng, ma đạo tử hứa một Tùy ý với một danh xưng nào đều có thể khiến cho hai huynh để bọn họ chết vô số lần. Lúc này thậm chí bọn họ cũng không có chút tâm trí để tra hỏi, hồn bay phách lạc. Duy nhất một ý niệm trong lòng bọn họ là nhanh chóng ly khai. Lấy nhãn lực của hai người bọn họ tất nhiên sẽ không nhìn lầm. pho tượng kia chính là hứa một. Mặc dù đảm lượng của hai người bọn hắn có lớn hơn nữa cũng không dám đi trêu chọc hứa một. Về phần vì sao pho tượng của hứa một xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa rõ ràng là được người ta cung phụng, hai người không muốn biết, cũng không nguyện biết. Thậm chí lúc này đáy lòng của bọn chúng hối hận ngập trời. Nếu là sớm biết như thế, bọn họ tuyệt sẽ không mạo mũi suốt đầu. Loại chuyện này tất nhiên là đã đắc tội với hứa một. Huynh đệ hai người này nhanh chóng ly khai khiến cho những tu sĩ trên chu tức tinh rất ngạc nhiên. Nhất là đám người chu vũ thái, vốn đã chuẩn bị ác chiến một phen. Cảnh tượng đối nghịch này khiến cho bọn hắn không khỏi ngẩn ra. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả chỗ Tiên Di tộc, Vân Tức Tử cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Thiên Tông. Trong Chu Tức Tinh, có thể nói Vân Tức Tử là người có tư cách đứng đầu, sau mấy trăm năm bế quan, tu vi tinh tiến không ít. Vừa rồi thần thức của hai tu sĩ La Thiên Tinh vực đúng là ở khoảnh khắc quét tới Vân Thiên Tông mới xuất hiện một cảnh tượng như thế. Vân Thiên Tông, có thứ gì mà không ngờ trực tiếp dọa cho hai tên vấn đỉnh đại viên mãn phải bỏ chạy. Hơn nữa, xem biểu tình của hai cường nhân này thì gần như là chạy trối chết. Vân Tức Tử tận mắt nhìn thấy bộ dáng cực kỳ kinh hoảng của hai tu sĩ đại thần thông kia, nội tâm cực kỳ kinh ngạc thần thức hắn đảo qua Vân Thiên Tông, đột nhiên tập trung ở pho tượng thật lớn của Vương Lâm. Hay là... Vân Tức Tử mạnh mẽ trợn hai mắt lên, trong lòng có cảm giác không tin được đồng dạng chú ý đến điểm này còn có chu vũ thái hạng người lão quái như lão vốn cực kỳ nhạy bén lúc này hơi trầm ngâm một lát liền phát giác có vấn đề từng đạo thần thức trong thời gian ngắn tràn ngập tập trung vào vân thiên tông công thái nhìn pho tượng vương lâm ánh mắt hiện ra quan mang phấn chấn lẩm bẩm nói ân công nhất định nguyên nhân là ân công lại nói hai người huynh đệ đến từ la thiên tinh vực chúng mang theo sự kinh hoảng lập tức bay ra khỏi chu tước tinh liền thấy được đồng tử đầu to cùng với rất đông tu sĩ ở phía xa xa. Vốn đang nhắm mắt lại, đồng tử đầu to lúc này phải mở hai mắt ra, nhăn mày bình tĩnh hỏi, xuất hiện vấn đề gì? Trên tinh cầu hoang dã kia, nơi vương lâm đang ngồi, phạm vi 10.000 dặm là một mảnh khô héo, nơi nơi nước nẻ, toàn bộ sức sống đã bị vương lâm cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể hắn đã nhanh chóng biến hóa. Với việc không ngừng hấp thu sức sống vô biên, dần dần tướng mạo của hắn đã khôi phục như cũ nhanh chóng bù lại sức sống cho cơ thể mở hai mắt ra trong mắt vương lâm lóe ra lôi ý hắn thở sâu lẩm bẩm nói dựa vào tịch diệt chỉ để khôi phục sức sống cũng có mặt trái trầm ngâm một lúc vương lâm đứng lên bước ra một bước thoát ra khỏi tinh cầu hoang dã này tháp sơn bên người hắn cũng nhoáng lên dung nhập vào trong thân mình vương lâm biến mất chu tước tinh dưới chân vương lâm hiện lên sóng gợn ở trong tinh không dung nhập vào thiên địa. Bên ngoài chu tức tinh, câu hỏi của đồng tử đầu to rơi vào trong tai hai tu sĩ la thiên tinh vực. Tiên sử, trong tu chân tinh này chúng ta thấy được một pho tượng. Hai tu sĩ này áp chết sự kinh hoảng trong lòng, một người trong đó lập tức nói. Bảo các ngươi đi đồ tinh chứ không phải đi nhìn một pho tượng. Đồng tử đầu to trực tiếp cắt ngang lời đối phương, hàng quang trong mắt lóe lên dù trên mặt vẫn có nụ cười ngu đần nhưng trong đó cũng lóe ra sát khí. Tu sĩ kia đang muốn nói tiếp thì tộc huynh bên cạnh kéo hắn một cái, nhìn về phía đồng tử đầu to này cung kính nói, tiên sử đại nhân, ngươi tự mình nhìn qua một chút liền biết vì sao mà hai chúng ta phải quay lại. Nói xong hắn không nhìn về phía đồng tử đầu to này nữa mà kéo tộc đệ của mình về trong đội ngũ tu sĩ. Đồng tử đầu to âm trầm liếc mắt nhìn hai người này một cái, rồi bước chân tiến thẳng về phía chu tức tinh nguyên với một tu chân tinh như thế thì hắn cũng xem thường không muốn vào dọc đường đi phàm là gặp tu chân tinh bán hoang phế thường đều là những tu sĩ dưới tay đi lên đồ sát sạch sẽ hắn sẽ lập tức rời đi trong mắt hắn chỉ có thất cấp tu chân tinh thì mới là nơi khiến hắn phải thi triển thần thông đáng tiếc cho tới lúc này vẫn không gặp được một thất cấp tu chân tinh nào ta muốn nhìn tu chân tinh bỏ đi này có gì mà có thể đuổi đi hai tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn trong tiếng hừ lạnh, đồng tử đầu to chưa tới gần thần thức đã tản ra. Tu vi của hắn đã đạt tới khuy niết sơ kỳ, lại lựa chọn tiến vào thăng tiên trì, hóa đi ý cảnh, có được tiên nguyên. Hắn âm thầm thi triển quá vài loại tiên thuật, loại uy lực này khiến hắn cực kỳ kinh hỉ. Lúc này đây, thần thức của hắn tản ra, hóa thành một cơn phong bạo, trong thời gian ngắn quét ngang cả chu tức tinh. Thần thức của hắn quá mạnh mẽ, lúc này giáng xuống lập tức dẫn tới một cổ phong ba trước nay chưa từng có trên chu tức tinh nhiều ngọn núi phút chốc đã rầm rầm sụp đổ trường giang và hoàng hà lại như sôi trào lên nhấc lên sóng gió ngập trời tất cả tu sĩ trên chu tức tinh trong nháy mắt này dường như đều có cảm giác đáng sợ như vạn sơn áp đỉnh thần thức này lại hết sức tràn ra hóa thành vô số tiếng sấm đánh ầm ầm điên cùng vang vọng hình thành một hồi âm bạo tràn ngập khiến cho Chu Tức Tinh phản phất như lâm vào ngày tận thế. Thần thức cuồng bạo hóa thành một tảng lớn mây đen, bao phủ khắp thiên địa, hung hăng áp xuống dưới. Mấy tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh lập tức thân mình kịch chấn, nguyên thần dường như phải sụp đổ. Còn những tu sĩ anh biến lập tức phun ra máu tươi, thân mình lập tức trở nên uể oải. Những tu sĩ kết đan kỳ thân thể lại rung lên, kim đan trong cơ thể lập tức xuất hiện những cái khe nứt. Cả đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng. Những tu sĩ tu vi ở trúc cơ và luyện khí kỳ trực tiếp toàn thân tuôn ra sương máu, té trên mặt đất. Tu sĩ còn như thế huống gì phàm nhân. Toàn bộ phàm nhân trên chu tức tinh nháy mắt đã toàn bộ hôn mê, trong đầu chỉ có âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Một khắc kia, cả chu tức tinh lâm vào yên tĩnh. Tên đồng tử đầu to này không muốn giết hại phàm nhân nếu không chỉ cần thần thức đảo qua lập tức khiến toàn bộ sinh tinh tịch diệt dưới thần thức này chỉ có mấy người là vẫn cố gắng giải dụa. Chu Vũ Thái có huyết mạch thanh long, lại kế thừa vấn đỉnh chi tinh. Dưới âm thanh gầm rống này, trên thân thể lập tức lóe ra một phiến thanh quang, hóa thành thanh lân. Trong cơ thể lão bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Trên đầu lão có một con thanh long trăm trượng biến ảo ra, trực tiếp hướng về phía chân trời gầm rít. Toàn bộ phù văn tràn ngập trên người vân tước tử. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt nổi lên cả gân xanh. Giờ phút này hắn giống như có ảo giác đang đối mặt với cả thiên địa. Coi như trong thần thức này có một cổ ý niệm muốn cho hắn phải khuất phục. Loại cảm giác này hắn chưa từng thể hội quá, phản phất ý niệm này xuất phát từ lạc ấn ở sâu trong linh hồn dâng lên. Vân tước tử mặc dù già nua nhưng lúc này cũng gầm lên giận dữ, lập tức ở giữa hư không một hư ảnh đại thủ che trời trực tiếp biến ảo ra. Một cổ khí tức cường đại trong cơ thể điên cuồng dâng lên hắn ở dưới áp lực khủng bố này có đột phá. Một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền ra, thanh âm này xuất hiện lập tức nhấc lên âm bạo âm âm. Đại địa rung chuyển, thiên địa dường như nghịch chuyển. Thân mình vân cước tử run rẩy, phun ra một nguồn máu tươi. Tất cả các phù văn bên ngoài cơ thể nháy mắt đã sụp đổ. Trên mặt lão lộ ra vẻ cười thảm. Phù văn sụp đổ không phải là do lực lượng của đối phương mà là do một cổ ý niệm khiến cho ý niệm của hắn bị khuất phục. Đồng tử đầu to thần sắc bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng chậm rãi hạ xuống. Thanh phong thổi tới nhưng ở trăm trưởng bên ngoài thân thể hắn lập tức đổi chiều, phản phất như rung lên không dám tiếp cận. Tu vi cường đại đến độ những tu sĩ trên chu tức tinh cũng không thể tưởng tượng được, theo đồng tử đầu to hạ xuống không ngừng tản ra. Tất cả những tên trên tinh cầu bỏ đi này đều là một đám rác rưởi. Dưới thiên đạo thì lưu các ngươi lại có ích gì? May mà gặp bản tiên liền thành toàn cho các ngươi. Đồng tử đầu to nói xong, tay phải nâng lên tùy ý chỉ ra phía xa xa. Một chỉ này chỉ ra trong thời gian ngắn, tiên khí nồng đậm liền tràn ngập, điên cùng hóa thành một đạo kim quang. Tiên khí bên ngoài đạo kim quang này ẩn chứa chưa một thần thông tiên thuật đáng sợ. Ở xa xa, thanh long do chu vũ thái biến ảo ra lập tức bị một chỉ tiên thuật này xuyên thấu, từng trận gầm rống thể thảm quanh quẩn con thanh long thủ hộ chu tước tinh này mang theo một tia không cam lòng băng toái thân mình chu vũ thái chấn động phun ra máu tươi nhưng hai mắt vẫn tràn ngập chiến ý đúng lúc này thân mình của đồng tử đầu to hơi dừng một chút thần thức buông ra cố ý tìm kiếm pho tượng kia lúc này đây tại bên trong sơn môn của một tông phái hắn thấy được một pho tượng khổng lồ nháy mắt khi nhìn thấy pho tượng này với định lực của đồng tử đầu to cũng không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đây đây thân mình hắn chấn động gần như theo bản năng lui về sau mấy bước tinh đập nhanh lên sắc mặt nháy mắt biến hóa bất kể thế nào hắn cũng không ngờ tới ở trong này có thể thấy được pho tượng của hứa một hứa một mang cho hắn là một hồi ác mộng dưới thần thông lôi thuật bên trong nhất tuyến thiên hắn căn bản không có chút lực hoàn thủ lập tức phải chết đến nay vẫn làm cho da đầu hắn rung lên tâm thần run rẩy thậm chí sau đó dù hắn tiến nhập thăng thiên trì cũng không dám chút nào đi trêu chọc hứa một. Mỗi lần nghĩ đến thần thông cường đại đến độ khó tin của người này, hắn đã sợ đến không ngừng run rẩy. Lúc này đây, hít thở sâu một hơi, thân mình hắn nhán lên, phút chốc biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra đã ở bên ngoài Vân Thiên Tông. Hắn nhìn chầm chầm vào pho tượng của Vương Lâm. Càng nhìn hắn càng thấy kinh hãi, Càng nhìn tâm thần hắn càng chấn động. Ma đạo tử hứa một sắc mặt của đồng tử đầu to tái nhợt nhìn chằm chằm pho tượng hắn triệt để xác định pho tượng này tuyệt đối chính là hứa một dù sao hắn chết trong tay hứa một một lần đối với bộ dáng của hứa một dĩ nhiên đã khắc cốt ghi tâm ngơ ngác nhìn pho tượng đồng tử đầu to dĩ nhiên đã hiểu ra hai tu sĩ la thiên kia vì sao mà bị dọa cho kinh hoàng bỏ chạy uy danh của hứa một thật sự quá lớn lúc này đây trong lòng hắn không khỏi dâng lên ý niệm thối lui cũng thiếp nham khoanh chân ngồi ở dưới chân pho tượng giữa quảng trường nhìn chầm chầm vào đồng tử đầu to không ngừng cười lạnh bên trên vân tước tử vốn bị trọng thương lúc này ánh mắt cũng bắn ra tinh quang thần thức của hắn dĩ nhiên quan sát thấy đối phương đồng dạng đứng ngay người trước mặt tên tiểu tử vương lâm năm đó trong mắt vân tước tử lộ ra vẻ khiếp sợ hay là tên tu sĩ la thiên quen biết tên tiểu tử vương lâm chăng nhưng dù là quen biết cũng không hẳn phải có biểu tình như thế chẳng lẽ Vân Tước Tử trong lòng dâng lên một cổ phỏng đoan mà khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Chu Vũ Thái đồng dạng cũng như thế. Lúc này đây hắn bị thương rất nặng nhưng vì thủ hộ Chu Tước Tinh nên cũng bằng bất cứ giá nào thực hiện lời thề năm đó với Vương Lâm, muốn Chu Tước Tinh còn thì người còn, Chu Tước Tinh mất thì thân vong. Lại nói đồng tử đầu to kia nhìn chằm chằm pho tượng của Vương Lâm, tâm thần chấn động. Hắn thật sự rất sợ Vương Lâm, lúc này đứng ở nơi đây, đối diện với ánh mắt kia cũng khiến cho lông tóc hăng dựng ngược lên như có ảo giác đang đối diện chân chính với vương lâm vậy theo bản năng hắn lui ra sau mấy trượng sắc mặt dần trở nên âm trầm thật sự không đáng vì một tu chân tinh bỏ đi mà trêu chọc hứa một tuy nhiên nơi này có pho tượng của hứa một hơn nữa xem ra nó cũng đã tồn tại mấy trăm năm tên hứa một này không phải là người của la thiên tinh vực hắn là người của liên minh tinh vực không sai chính là như thế đáy lòng tên đồng tử đầu to kinh hoảng hắn cảm thấy chính mình đang nắm giữ một thiên đại cơ mật thậm chí có thể lấy việc cơ mật này khiến cho hứa một thân bại danh liệt thậm chí vứt bỏ cả tính mạng đồng tử đầu to điên cuồng cười ầm lên hai mắt lộ ra tinh quang bước tới một bước hắn trực tiếp đi tới phía trước bức tượng tay phải nâng lên hung hăng vô xuống quát vỡ cho ta hắn không dám trêu chọc hứa một chỉ có thể làm thế này để tiết hận ngay tại khoảng khắc bàn tay hắn ấn xuống pho tượng, Thiết Nham vốn ngồi khoanh chân dưới pho tượng nhìn chầm chầm đồng tử đầu to, không chút sợ hãi. Trên miệng hắn vẫn đang có máu tươi rỉ xuống, lạnh giọng nói, người hủy đi pho tượng của ân công chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng tử đầu to hơi dừng tay lại, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Hắn đã sớm nhìn ra thọ hạng của đối phương sắp hết, dĩ nhiên đã dầu cạn đèn tắt, cười lạnh nói, đừng nói hủy đi pho tượng này dù là hứa một đích thân đến đây, bản tiên cũng không để vào mắt. Hắn lại nâng tay phải lên, đanh muốn vỗ xuống nhưng ngay lúc này, nháy mắt một cổ hàng ý vô tận tràn đến, một thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông bỗng nhiên vang lên trên chu tước tinh, ngươi nói lại lần nữa ta nghe coi. Sự hàng lãnh của thanh âm này có thể đóng băng cả thiên địa. Hứa một, đồng tử đầu to phản phất như bị người ta đánh thẳng vào đầu, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, không chút do dự lui nhanh về phía sau. Trên mặt hắn không còn chút huyết sắc, hồn bay phách tán, tâm thần kịch chấn. Không thể chiến, mau lui. Trong khi lui lại phía sau, hắn trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, không chút nghĩ ngợi thi triển huyết độn vốn tự tổn hại tu vi. Đối với hứa một, tại nhất tuyến thiên thì đáy lòng đã sinh ra một sự sợ hãi mãnh liệt. Ân công. Ánh mắt thiết nham lộ ra vẻ kích động dồn nén cả trong mấy trăm năm, nhìn bóng dáng hiện ra trước pho tượng, hai hàng lão lệ chảy xuống. Vương Lâm Vân Tước Tử hít một hơi thật sâu. Vương Lâm Ánh mắt của Chu Vũ thái lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm Giờ khắc này, phàm là những tu sĩ còn thanh tiễn quan sát đến cảnh tượng này đều hoàn toàn rung động. Vương Lâm chân chính là lão tổ của Chu Tức Tinh. Ngươi chạy cũng không thoát. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí ngập trời, bước về phía trước một bước ánh mắt đồng tử đầu to lộ ra vẻ hoảng sợ, máu tươi hết sức phun ra, toàn thân lập tức bao phủ bởi huyết quang, trong phút chốc đã hóa thành huyết ảnh, với một tốc độ khó có thể tin được nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ của huyết độn, vô thanh vô tức nhưng còn nhanh hơn mấy lần so với tia chớp. Hơi lùi lại đã sắp thoát ra khỏi chu tức tinh. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi Vương Lâm bước chân ra, sóng gợn xuất hiện, bóng dáng hắn cũng lập tức biến mất, dung nhập vào tiên địa so với huyết ảnh kia còn nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp xuất hiện phía trước huyết ảnh. Đồng thời khi bóng dáng Vương Lâm hiện ra, tay phải hắn ẩn chứa âm dương song ngư, không chút do dự hung hăng vỗ về phía trước. Một chữ này đánh vào hư không nhưng vẫn tạo ra âm thanh ầm ầm. Một chữ này ẩn chứa đạo niệm và nguyên lực của Vương Lâm, hóa thành một cơn phong bạo nổ tung. Tịch một tiếng chấn động cả thiên địa. Huyết quang bên ngoài thân thể đồng tử đầu to kia lập tức sụp đổ sắc mặt hắn tái nhợt. Một trưởng thần thông kia tuy đánh vào hư không nhưng cũng quỷ dị phân ra hai luồng hắc bạch nhị khí. Bạch khí nhảy vào trong hư không, kỳ dị tiến vào trong cơ thể đồng tử đầu to, công kích thẳng vào nguyên thần. Cả đời tu đạo, đồng tử đầu to chưa bao giờ gặp được thần thông đáng sợ loại này. Bạch khí kia không ngờ vỡ tan trong cơ thể hắn, dẫn động toàn thân tiên nguyên tan rã. Nhưng chân chính làm cho đồng tử đầu to hít một hơi thật sâu là hắc khí kia khi vần quanh ngoài thân thể hắn lưu chuyển lập tức khiến cho da ngoài thân hắn nháy mắt xuất hiện nếp nhăn đại lượng sức sống điên cuồng trôi đi biến hóa này khiến cho đồng tử đầu to kịch liệt chấn động ngoại trừ bị vương lâm đang nghe truyện trên tv audio cv phá hủy thần thông một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong hư không truyền lại đánh mạnh vào thân thể hắn thân mình hắn như một đạo sao băng từ chân trời lao xuống nháy mắt đánh thẳng vào trên mắt đất cảnh tượng này bị những tu sĩ còn thanh tĩnh trên chu tức tinh nhìn thấy lập tức trở nên kích động một số nguyên bị thần thức của đồng tử đầu to chấn động lúc này cũng dần thức tỉnh cũng không biết là ai bắt đầu đạo đạo kiếm quan đều từ trong các môn phái bay ra bay thẳng đến bên cạnh chiến trường dần dần ngày càng có nhiều tu sĩ hóa thành các đạo kiếm quan bay tới trong số này có chu vũ thái có vân tước tử lúc này đây Cách chỗ Vương Lâm và đồng tử đầu to giao chiến không xa, có một tòa hoàng thành phàm nhân, một lão già đầu đã bạc trắng, hai mắt tù mù, hiển nhiên trước đó đã bị đồng tử đầu to đã thương. Nhưng hắn vẫn dãy dụa tản ra thần thức chặt chẽ quan sát trận chiến trên hư không. Nơi hắn ở là một căn mật thất, phía trước mặt có một bức tranh giấy đã ố vàng. Trên bức tranh này là một lão già hiền lành, dưới bức tranh còn có một linh bài, trên đó có khắc một hàng chữ, vương thị gia tộc, Tổ tiên vương Trác Chi Linh lại nói tới đồng tử đầu to, hắn chỉ cảm thấy một cổ công kích cực kỳ mạnh mẽ ập tới, toàn thân phát ra âm thanh bang bang, thân mình cấp tốc lao thẳng về phía mặt đất. Trong lòng hoảng sợ, tiên nguyên trong thân thể cấp tốc xoay tròn, hai tay nhanh chóng điểm xuống nhiều chỗ trên thân mình. Rốt cục khi thân mình hắn bị đánh sâu vào trong mặt đất mấy trăm trượng thì hắn phẫn nổ gầm lên một tiếng, hai tay bấm quyết, chỉ về phía trước lập tức trong cơ thể hắn bột phát ra một cổ tiên lực vô biên tiên lực này cực kỳ nồng đậm hình thành một tấm lưới lớn trước người hắn tiên thuật thiên linh võng dưới sự gầm vang giận dữ của đồng tử đầu to tấm lưới trước người đón gió bành trướng lên phút chốc đã hóa lớn thành trăm trượng hướng về vương lâm chụp lấy thần sắc của vương lâm vẫn lạnh như băng ánh mắt lộ ra hàng ý thân mình không chút nào dừng lại bước đến gần đại võng do tiên lực ngưng tụ kia thân mình hắn nhoáng lên sóng gợn dưới chân xuất hiện nháy mắt đã biến mất sắc mặt của đồng tử đầu to tái nhợt ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ vừa rồi hắn cảm giác có chút không thích hợp huyết độn của mình chính là thần thông có tốc độ nhanh nhất trong gia tộc trả giá bằng tự tổn hại tu vi tốc độ vượt xa thuấn di nhiều lần trước đây hắn rơi vào nguy hiểm sinh tử nhưng nhờ huyết độn này mà chạy thoát được nhưng lúc này Hứa một không biết sử dụng thần thông gì mà không ngờ nháy mắt liền vượt qua tốc độ của chính mình. Cảnh tượng này khiến cho hắn hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ nhiều. Lúc này lại thấy đối phương lại thi triển thần thông này, lông tóc toàn thân lại dựng hết cả lên. Tiên nguyên toàn thân vận chuyển, từ trong cơ thể bạo phát ra. Chỉ thấy trong cơ thể của đồng tử đầu to này đột nhiên phun ra một tảng xương trắng lớn. Màn xương này vừa mới ly thể lập tức hóa thành gió lốc, Mảnh liệt gào rít quét ra xung quanh thân thể hắn. Bóng dáng vương lâm biến ảo ra, song chỉ tay phải biến thành kiếm, chém xuống. Hơn 10 đạo trảm la quyết hóa thành một, đánh thẳng vào lốc xoáy tiên khí kia, tạo ra một tiếng ầm vang. Đồng tử đầu to toát cả mồ hôi lạnh, thân mình kịch liệt chấn động lui về phía sau. Đối với bóng dáng như xuất quỷ nhập thần của Vương Lâm khiến đáy lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Đó là chưa nói đối phương còn chưa thi triển thiên lôi thần thông đáng sợ kia. Nghĩ đến thiên lôi thần thông, sự sợ hãi trong mắt đồng tử đầu to càng đậm, đang lui về phía sau lập tức lo lắng hô lớn, hứa một. Ta chưa hề giết một ai trong này. Người làm gì mà bức người như thế? Thần sắc của vương lâm lạnh lùng, dừng chân lại. Sắc mặt của đồng tử đầu to lộ ra vẻ vui mừng, lập tức lao thẳng về phía chân trời, trong miệng hô lớn, hứa một đạo hữu, ta và ngươi không phải là kẻ thù. Việc này là do tại hạ lỗ mãn, ta đi ngay đây tim hắn không ngừng đập nhanh lúc này đây mới chính là sinh tử nguy cơ đáy lòng hắn thầm thề rằng nếu chạy thoát nhất định sẽ chạy thẳng về đại bản doanh của la thiên tinh vực ở tại liên minh tinh vực này vạch trần thân phận của hứa một hứa một thù hận hôm nay ta nhớ kỹ lúc này ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt ở la thiên tinh vực đến lúc đó những tiền bối như huyết thần tử sẽ đuổi giết tên phản đồ như ngươi ta sẽ nhìn xem ngươi làm sao có thể chạy trốn. Dù là sư huynh thanh thủy của ngươi đến lúc đó cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Đồng tử đầu to nghiến răng nghiến lợi, nhưng thần sắc không dám lộ ra chút nào. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đã lao thẳng tới cuối chân trời, mắt thấy đã tới gần tầng cương phong, chỉ cần thoát ra bên ngoài, dưới con mắt chứng kiến của mấy trăm tu sĩ, tên hứa một này tuyệt đối sẽ không dám ra tay nữa. Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ cười lạnh, tâm tư của đồng tử đầu to hắn biết rõ ràng. Lúc này đây, tay phải hắn nâng lên, lập tức một trận âm thanh như tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể Vương Lâm, hư ảnh đại đỉnh của cổ thần lập tức biến ảo ra. Khoảnh khắc khi cổ thần đỉnh xuất hiện, Vương Lâm không nhanh không chậm bình tĩnh nói, hoáng vị." Trong khoảnh khắc, đồng tử đầu to đang bỏ chạy lập tức trên người lóe ra u quang. U quan này xuất hiện quá mức đột ngột khiến cho đồng tử đầu to ngẩn ra. Nhưng lập tức ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi ngập trời. Thân mình hắn khoảnh khắc tiêu tan, vị trí của hắn và vương lâm đổi cho nhau, nghịch chuyển thiên địa. Ta đã nói có ta ở đây, ngươi chạy không thoát. Giữa không trung, vương lâm hướng về phía đồng tử đầu to đi tới, hàng quan trong mắt càng đậm. Đấy lòng đồng tử đầu to chua xót, theo vương lâm từng bước đi lại, một loại cảm giác không thể kháng cự lại điên cuồng từ đáy lòng lan tràn. Trong mắt hắn, Vương Lâm đang từ phía trước đi lại đã như hóa thành một người khổng lồ đính thiên lập địa. Tân thần hắn chấn động, hung hăng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra hung quang. Nhanh chóng lui về phía sau, hai tay đồng tử đầu to bấm quyết, trong miệng ngâm khẽ một đạo chú văn cổ quái, một cổ khí âm trầm lập tức quét ngang thiên địa, tràn ngập khắp nơi. Hứa một, đây là do ngươi bức ta chú văn trong miệng đồng tử đầu to thu lại lập tức từ trong không trung có vô số phù văn bán trong suốt lóe ra một đám phù văn này đều tản mát ra khí tức âm trầm sau khi xuất hiện lất tốc độ cực nhanh không phải để đánh về phía vương lâm mà nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn một trận âm thanh thống khổ từ trong miệng của đồng tử đầu to truyền ra hắn biết hết thảy pháp bảo và thần thông của chính mình ở trước mặt vương lâm đều không có chút tác dụng nào nhất là hắn càng bất an khi đối phương đến giờ vẫn còn chưa thi triển thiên lôi thần thông mà tâm thần hắn luôn cảm thấy sợ hãi. Phản phất như hết thảy đều bị đối phương dự liệu được trước. Hết thảy phản kháng của mình trong mắt đối phương đều rất nhỏ bé, không chút đáng kể nào. Loại cảm giác này khiến da đầu hắn rung lên, thậm chí có tính toán đầu hàng. Chỉ có điều hắn lại không cam lòng. Lúc này đây hắn muốn đem tiên thuật mạnh nhất của bản thân mình thi triển ra theo những phù văn này tiến nhập vào trong cơ thể thân mình đồng tử đầu to lập tức trở nên héo rũ dường như tất cả tinh hoa huyết nhục toàn bộ ngưng tụ lên đầu hắn vốn thân mình bé nhỏ lúc này thi triển thần thông quỷ dị này thân mình nó càng thêm nhỏ gầy không khác gì một bộ hài cốt nhưng cái đầu to của hắn lại càng lớn hơn khiến cho người ta nhìn vào cũng phải kinh hãi cái đầu cực lớn làm cho tướng mạo của đồng tử này cực kỳ dữ tợn những cái gân xanh kéo dài từ cổ lên như một con dung mấp máy nhìn rất đáng sợ nếu có phàm nhân nào ban đêm nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù cho chết khiếp. tên đồng tử đầu to này vốn không có nhiều tóc lúc này khi thi triển thần thông quỷ dị lại khiến cho những sợi tóc trên đỉnh đầu bóc ra làm cho cả người hắn thoạt nhìn không có sợi tóc nào cả một tiếng thét dài bén nhọn vang lên hai tay tên đồng tử đầu to này khát quyết nhấc tề điểm vào phía trên hai tay hai mắt mở trừng ra nhìn chầm chầm vào vương lâm, giữ tợn quát, tiên ma thuật, cân động. Khoảnh khắc khi tiếng thét này vang lên, từng tiếng nổ bang bang truyền ra. Chỉ thấy vô số gân xanh trên cái đầu cực lớn của đồng tử này mấp máy, không ngờ nháy mắt đã lao khỏi da đầu ra ngoài, hóa thành những con độc xà xanh hồng, nhanh chóng giao vào nhau, kéo dài vô tận, giống như một cây côn bằng thịt đánh thẳng về phía vương lâm. Thần sắc vương lâm vẫn như cũ, sở dĩ hắn không thi triển đại thần thông là vi tên đồng tử đầu to này còn có tác dụng khác nếu thi triển đại thần thông thì với tu vi của hắn giết người này quả là quá dễ dàng nhưng cũng không cách nào tránh cho hắn bị tổn hại quá nhiều mặt khác người này còn có một thân phận khác đó là tam thập lục thiên cương tiên vương lâm còn chưa muốn đoạn tuyệt quan hệ với la thiên tinh vực nếu là giết một tu sĩ bình thường thì cũng không sao nhưng giết một thiên cương tiên nhất là bên ngoài Chu Tước Tinh còn có mấy trăm tu sĩ La Thiên Tinh vực. Dưới tình huống này mà giết hắn quả là thiếu không ngoan. Nhưng với tính tình của Vương Lâm, nếu là trêu chọc đến mình quả quyết không có khả năng buông tha. Hắn trong lòng đã có ý tưởng vẹn cả đôi đường. Tên đồng tử đầu to đã trở nên điên cuồng. Trước đây, đồng tử đầu to gặp vô số bi kịch. Khi hắn sinh ra thì thân mình bé nhỏ lại có cái đầu to nên thời còn niên thiếu thường xuyên là đối tượng để bè đồng lứa cười nhạo. Nếu chỉ như thế cũng thôi, ngoại trừ thân thể bên ngoài bị dị tật lại trời sinh dốt nát, nụ cười ngốc nghếch lúc nào cũng hiện lên trên mặt. Mẹ của hắn cực kỳ chán ghét, thường không để ý tới hắn. Thời thơ ấu, hắn vượt qua đủ loại kinh thường, nhục nhã và chửi rủa. Chỉ có điều hết thảy những điều này hắn cũng không cảm nhận sâu sắc. Cả ngày luôn luôn cười ngây ngô. Thiên tư của hắn lại không thể tu đạo, khi 15 tuổi đã bị gia tộc đuổi đi, không hề được viết vào trong gia phả của gia tộc. Nhưng ai cũng không ngờ, sau 500 năm, hắn về lại gia tộc. Bộ dáng của hắn không biến hóa nhiều so với năm đó, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ngu ngốc nhưng tu vi lại đã đạt tới vấn đỉnh. Biểu hiện như thế lập tức được gia tộc coi trọng, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ tinh anh trong gia tộc thời gian chậm rãi trôi qua thêm ngàn năm tên đồng tử đầu to này tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng đạt tới dương thật đỉnh ấn tượng trong tuổi thơ khiến cho tính cách của hắn cũng bị lệch lạc trong gia tộc hắn thời gian ngàn năm này nhiều người bị hắn hành hạ đến chết bất kể là nam hay nữ toàn bộ đều chết rất thê thảm việc này hắn thực hiện cực kỳ cẩn thận nếu không ra tay thì thôi nếu ra tay tuyệt đối cam đoan không ai có thể ra ra chút manh mối nào nhưng 30 năm trước, trong một lần hành hạ đến chết một người, hắn cũng rốt cục bị gia tộc phát hiện, không dung túng nổi, bị một vị lão tổ tu vi khuy nít sơ kỳ tự mình ra tay đuổi giết. Một trận chiến này nguyên tất cả các tộc nhân đều cho rằng hắn cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng hắn cũng bộc phát ra tu vi đã đạt tới khuy nít kỳ. Hơn 10 năm trước hắn đã đột phá khuy nít kỳ, nhưng vẫn ẩn nhẫn, lúc này tu vi mới bùng nổ, đánh một trận với lão tổ. Cuộc chiến này lão tổ chết, đồng tử đầu to trọng thương bỏ chạy. Từ đó về sau không có chút tin tức nào về hắn nữa. Mãi cho đến cuộc chiến phong tiên, người này mới xuất tràng, khiến cho nổi lên một hồi sóng gió trong gia tộc. Hồi tưởng cuộc sống của chính mình, hung quang trong mắt đồng tử đầu to càng đậm, trong tiếng gào thét mang theo cái đầu cực lớn lao ra theo những sợi gân đang đang xen vào nhau, mang theo khí tức cuồng bạo phản phất như xé rách cả thiên đại, lao thẳng về phía Vương Lâm đồng thời với tiên khí tràn ngập còn ẩn chứa một cổ ma khí bên trong. Nháy mắt khi lao về phía vương lâm, chúng bỗng nổ ầm lên một tiếng, vô số sợi gân đang xen nhau tạo thành cây côn thịt bỗng nhiên tan nát, hóa thành vô số sợi tơ mảnh, hình thành dạng lưới tràn tới người vương lâm. Trong mắt vương lâm bình tĩnh, cười lạnh há mồm phun ra một vật. Vật ấy chính là phong tiên ấn. Ấn này sau khi xuất hiện lập tức phát ra kim quang chói mắt, chỉ trong phút chốc hơn 10 vạn kim phù biến ảo ra, hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy quét thẳng về phía trước. Những sợi gân đang xen nhau lập tức tràn ra quấn quanh phong tiên ấn, nhưng những phù văn màu vàng cũng trực tiếp lao ra, điên cuồng tiến vào trong ngưỡng sợi gân đang xen nhau này, mỗi khi tiếp xúc sẽ hình thành một đạo phong ấn. Nhất là mấy phù văn màu vàng có dung nhập nguyên thần của tu sĩ lại cực kỳ hung mảnh, khi hạ xuống liền tạo nên âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Mỗi phong ấn này nhưng còn mạnh mẽ gấp trăm lần những phong ấn bình thường. Gần như chỉ trong nháy mắt khi cơn lốc màu vàng tràn ngập, toàn bộ thân mình của đồng tử đầu to cũng phát ra kim quang, bị hoàn toàn phong ấn. Một tiếng rít gào vang lên. Hai mắt tên đồng tử đầu to lộ ra hồng mang, lập tức dãy dụa tạo ra những âm thanh bang bang, vô số phù văn sụp đổ. Ngay lúc này, thân mình Vương Lâm chuyển động. Chân phải Vương Lâm bước ra, dưới chân xuất hiện sóng gợn. Sau khi tiến hai bước, hư không dưới chân phản phất như bị thu nhỏ lại coi như thiên địa này, bất kỳ chỗ nào cũng chỉ cần bước ra một bước là đã tới được. Xúc địa thành thốn. Bước tiếp theo, Vương Lâm xuất hiện bên cạnh đồng tử đầu to, hai ngón tay phải hắn kết thành kiếm chỉ, đạo niệm và nguyên lực dung hợp đâm ra, liền có âm dương song ngư biến ảo. Một chỉ này điểm xuống liền có hắc bạch nhị khí vần quanh, theo ngón tay Vương Lâm trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong ấn phù văn màu vàng, những phù văn này nháy mắt khi ngón tay Vương Lâm tiến tới lập tức nhường đường, khiến cho song chỉ của vương lâm sáng bừng, ấn xuống mi tâm của đồng tử đầu to. Trong mắt đồng tử đầu to hiện lên vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. So với tốc độ của vương lâm thì hành động của hắn thật sự quá chậm. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một cổ trung động từ trong cơ thể bùng nổ. Hắc bạch nhị khí vần quanh toàn thân khiến cho cái đầu cực lớn của đồng tử đầu to lập tức như sụp đổ, nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng sợi gân đang xen nhau kéo dài ra giờ phút này cũng cấp tốc co rút. Trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi này không phải là hắn phun ra tùy tiện mà nhằm thẳng về phía thân thể vương lâm. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa tiên khí nồng đậm, nếu bị những giọt máu này rơi vào người, thân thể vương lâm sẽ lập tức tan ra. Dù sao tu vi của tên đồng tử đầu to này cũng không tầm thường, là bước thứ hai tu đạo khuy niết kỳ. Thần sắc của vương lâm vẫn như thường, căn bản không chút biến đổi. Khoảnh khắc khi máu tươi kia tới gần, trong miệng hắn lại ngâm khẽ, định. Lấy tu vi khuy niết sơ kỳ để thi triển, quy lực của định thân thuật đã vượt xa dĩ vãng. Đáng nói chính là khoảnh khắc khi vương lâm thi triển định thân thuật, tiên đậu tiên nguyên do thanh thủy lưu lại trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn. Một tia tiên, tiên nguyên lực từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra, dung nhập với thiên địa. Lập tức khiến cho định thân thuật này đạt tới một trình độ mà từ khi vương lâm học được tiên thuật này chưa từng đạt tới dưới một chữ định này toàn bộ máu tươi bắn đến lập tức đương trường dừng lại giữa không trung không chỉ có mỗi tiên huyết này mà ngay cả đồng tử đầu to đang đang nổi lên sự sợ hãi trong ánh mắt vẫn không nhúc nhích được từ trước tới sau vương lâm thủy chung vẫn luôn bình tĩnh thân mình nhoáng lên lách sang một bên tránh đi máu tươi song chỉ như tia chớp đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to thân mình của đồng tử đầu to trực tiếp bị hất tung lên trên người nhiều chỗ tuôn ra máu tươi cho đến tận lúc này uy lực của định thân thuật vẫn chưa tiêu tan vương lâm lại bước ra một bước đuổi theo nhưng đúng lúc này thần sắc hắn hơi đổi bên trên tinh không đạo đạo kiếm quan gào rít xông tới đúng là do mấy trăm tu sĩ la thiên tinh vực ở bên ngoài chu tước tinh phát hiện có điều không ổn nên nhất tề xông vào cả đám tu vi cao thâm phá vỡ cương phong lao thẳng xuống chu tước tinh những người này xuất hiện lập tức hình thành một cổ uy áp khó có thể tưởng tượng được những tu sĩ trên chu tức tinh chưa từng thấy được nhiều tu sĩ đại thần thông như thế lúc này đều ngây ngốc khoảnh khắc khi những tu sĩ la thiên giáng xuống sau khi thấy được trận chiến giữa vương lâm và đồng tử đầu to thì toàn bộ sắc mặt đều đại biến thân mình vương lâm vẫn không dừng lại vẫn hết sức lao theo tay phải vỗ lên túi trữ vật lập tức tiên bảo thiên hổ kỳ do viêm lôi tử ban tặng đại biểu thân phận chính phẩm lôi tiên trực tiếp bị hắn tung ra thanh cờ này chợt lóe lên lập tức vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên đồng thời bên trên tràn ngập tử vân hóa thành một đầu mảnh hổ hướng về phía mấy trăm tu sĩ la thiên gầm rít bản tiên cùng người luận bàn các ngươi thủ hộ ở bên ngoài kẻ nào trái lệnh chém vương lâm vẫn không quay đầu lại hết sức lao tới song chỉ đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to ầm một tiếng thân mình của đồng tử đầu to trực tiếp từ giữa không trung bắn xuống mặt đất ầm một tiếng mặt đất xuất hiện một hố rất sâu, mặt đất xung quanh cũng phải rung rẩy. Mấy trăm tu sĩ la thiên phía trên không trung lập tức có người nhanh trí, không chút do dự nhanh chóng thối lui về phía sau, đáy lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết thế này, thật sự không nên tới xem, hai đại tiên sử chiến đấu, hiển nhiên bọn họ không có tư cách tham dự. Có người đi đầu, lục tục toàn bộ đám tu sĩ này liền cẩn thận lui về phía sau, trước sau bay ra khỏi chu tước tinh cũng không dám can dự vào chuyện này nữa. Cảnh tượng đảo ngược này khiến cho những tu sĩ trên Chu Tước Tinh đáy lòng đều hiểu ra. Chu Tước Lão Tổ Vương Lâm có địa vị cực cao trong đám tu sĩ La Thiên này. Vương Lâm hạ xuống mặt đất, nhìn đồng tử đầu to ở trong hố sâu. Lúc này uy lực của định thân thuật dĩ nhiên đã tiêu tan, sắc mặt của đồng tử đầu to trắng bệch, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, ánh mắt nhìn về Vương Lâm cực kỳ sợ hãi. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đồng tử đầu to, nâng tay phải lên, lập tức thanh quan lóe ra. Chỉ thấy trên tinh không chu tức tinh đột nhiên xuất hiện tảng lớn lôi vân. Từng đạo lôi quang lóe lên, phản phất như bị người ta khống chế nhanh chóng thoát ly khỏi lôi vân, đi thẳng tới tay phải của Vương Lâm. Trong chốc lát, trên tay phải của Vương Lâm liền ngưng tụ một lôi cầu, phát ra âm thanh bang bang. Lại có vô số điện quang hình cung tản ra xung quanh phản phất như thiên địa chi lôi đã bị Vương Lâm nắm giữ hết trong tay vậy nháy mắt khi nhìn thấy lôi quan này thân mình của đồng tử đầu to không ngừng run rẩy một cảnh tượng khiến hắn run lên như cầy sấy lại xuất hiện trong não lúc này đây hắn đã thật sự triệt để sợ hãi hứa huynh gần hai ngàn năm ta không ngừng tu đạo chuyện gì cũng hãy từ từ chỉ cần không giết ta hết thảy yêu cầu ta đều đồng ý đồng tử trong hai mắt của đồng tử đầu to co rút lại nhìn về phía lôi cầu chua xót nói hắn cũng thật sự không phải ngu dốt đánh một trận với Vương Lâm, từ đầu tới cuối, đối phương không thi triển đại thần thông, hiển nhiên không phải hoàn toàn muốn giết mình. Nói không chừng có thể thật sự thoát được một kiếp này. Ta cần một tên tôi tớ. Vương Lâm bình tĩnh nói. Đồng tử đầu to trầm mặt, rồi nói, ta tiến nhập thăng tiên trì, đã hóa đi ý cảnh, không thể xuất đạo niệm. Không cần. Ta có một pháp thuật, nếu ngươi cam tâm tình nguyện thì không có chút phương hại nào. Nhưng nếu đáy lòng ngươi có ý đồ khác, pháp thuật này tiêu tan thì ngươi lập tức bỏ mạng. Vương Lâm nói xong nâng tay phải lên, một ấn ký cổ quái ngưng tụ trong tay. Tiên đậu trong cơ thể hắn lập tức xoay tròn, một tia tiên lực tràn ra, theo tay phải của Vương Lâm dung nhập vào trong ấn quyết kia. Kim quang lóe ra, một ấn quyết màu vàng nhạt từ tay phải Vương Lâm xuất hiện. Năm đó, từ trong ngọc giảng của Tiên Đế Thanh Lân, ngoại trừ phương pháp luyện chế tiên vệ còn có một số pháp thuật thao khống phong ấn chẳng qua những pháp thuật này vương lâm đã từng thử thi triển nhưng hiệu quả lại không được cường đại như trong ngọc giảng ghi chép thậm chí nô ấn của lý nguyên trong ngọc giảng của tiên đế thanh lâm cũng thoáng nhắc tới một chút sau khi vương lâm phân tích thủy chủng vẫn không rõ ràng mãi cho tới khi biết được tiên nguyên tồn tại hắn mới hiểu ra loại pháp thuật phong ấn này tất cần phải có tiên nhân thi triển nếu không không có tiên nguyên thì tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Lúc này đây, điều động tiên nguyên trong cơ thể hình thành ấn quyết, hoàng ấn quyết chợt lóe lên, lập tức ấn vào mi tâm của tên đồng tử đầu to. Nháy mắt này, Vương Lâm có loại cảm giác chỉ cần một ý niệm trong đầu là đã có thể khiến cho đồng tử đầu to này tử vong. Hắn hơi trầm ngâm, biết rằng phong canh thuật này khác với tiên vệ. Rất hiển nhiên, ở chỗ tiên đế Thanh Lâm Tiên vệ khôi lỗi thuật là một một loại thần thông bắt chước cổ thần, còn phong ấn thần thông là một loại thủ đoạn nghiêm khắc để khống chế tôi tớ. Bản chất hai loại này rất khác nhau. Tiên vệ chú trọng đến cường độ thân thể, thần thông chỉ là thứ yếu. Một khi luyện chế thành công thì cả đời sẽ không phản bội, trừ khi người thi pháp nguyện ý giải thoát. Mà phong ấn thần thông thì không tính là hoàn mỹ. Phàm là thần thông thì không thể vĩnh viễn. Theo thời gian vì nhiều nguyên nhân khác nhau chắc chắn sẽ có ngày bị phá giải đối với điểm này vương lâm rất rõ ràng phong ấn ấn xuống mi tâm của đồng tử đầu to khiến cho toàn thân hắn run rẩy toàn bộ tiên nguyên nháy mắt vận chuyển trên nguyên thần không ngờ cũng ảo hóa ra một đạo phong ấn giống thế như đúc hắn thở sâu mang theo nụ cười thảm bò dậy cung kính đứng một bên thấp giọng nói tham kiến chủ nhân vương lâm nhìn kỹ đồng tử đầu to bình thản nói Đi ra ngoài an bài đám tu sĩ La Thiên kia, còn ngươi thì ở lại chỗ này. Đồng tử đầu to vội vàng xưng vân, thần thang một tiếng, thân mình nhảy lên, lao thẳng về phía chân trời. Vương Lâm nhìn mặt đất quen thuộc xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ đang hồi tưởng. Nơi này là nơi hắn sinh ra, là gia hương, nơi hắn lần đầu tiên bước chân vào con đường tu đạo, để lại cho hắn rất nhiều ký ức. Rời khỏi nơi này mấy trăm năm, lần này trở về, trong lòng Vương Lâm cũng có phiền muộn. Đó là một loại tâm tình rất phức tạp, rất khó diễn tả được. Không biết những người năm đó còn có thể gặp được những ai. Thần sắc vương lâm trầm xuống. Phía sau hắn một hư ảnh nhoáng lên, tháp sơn bước ra, đứng phía sau vương lâm, trầm mặt không nói. Vương lâm cứ như thế nhìn quê hương quen thuộc, sự phiền muộn trong lòng mỗi lúc một đậm. Không lâu sau, đồng tử đầu to từ trên trời hạ xuống, đồng dạng cũng đứng sau vương lâm, thần sắc bình tĩnh. Trên bầu trời có mấy đạo trường hồng gào rít. Chỉ thấy xa xa, có hai đạo tốc độ nhanh nhất, gần như chỉ nháy mắt đã tới gần. Hai đạo trường hồng này chính là Chu Vũ Thái và Vân Tước Tử. Mang theo phiền muộn, Vương Lâm bước về phía trước một bước, cả người biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo thần niệm truyền vào trong tai của Vân Tước Tử và Chu Vũ Thái, không ngừng quanh quẩn bên trong tâm thần của hai người, ta muốn yên tĩnh một thời gian. Khoảnh khắc khi đạo thần niệm này truyền vào tâm thần chu vũ thái đang ở giữa không trung bỗng nhiên chấn động đạo thần niệm này rất nhẹ nhưng khiến cho tâm thần của hắn rung động kịch liệt như có cảm giác đối mặt với cả thiên địa đáy lòng không chỉ lập tức trở nên cung kính mà càng nhiều là sự phức tạp không nghĩ tới sau mấy trăm năm hắn đã cường đại tới trình độ như thế này chu vũ thái dù sao cũng là chu tước tử rất nhanh áp chế sự rung động trong lòng thầm thang một tiếng cách không ôm quyền hướng về phía vân tước tử rồi xoay lưng dẫn người đi vẻ phức tạp trong mắt vân tước tử càng đậm thần niệm của vương lâm đồng dạng khiến cho tâm thần hắn kịch chấn hồi tưởng lại tiểu tử nay năm đó hiện tại đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được hắn thở dài như nhìn thấy lại thân ảnh người thanh niên trẻ tuổi giúp trả tiền rượu cho mình ở trong tửu lâu năm nào hồi tưởng lại sự tranh đua với chu tước tử cuộc chiến giữa tiên di tộc và chu tước quốc năm đó lúc này nhìn lại như gió thoảng mây bay, thật sự quá nhỏ nhặt không đáng kể. Không ai bảo ai, cả Chu Vũ Thái và Vân Tức Tử đều phong tỏa tin tức Vương Lâm trở về. Trừ bỏ một số tu sĩ còn thanh tĩnh trước trận chiến, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng không biết rằng ở Chu Tức Tinh này, Vương Lâm đã trở lại. Sở dĩ hai người bọn hắn làm như thế là bởi vì phát hiện ra trong đạo thần niệm của Vương Lâm lộ ra sự phiền muộn. Hắn cần sự yên tĩnh, không muốn bị người ta quấy rầy. Nhiều ngày sau, trên một quan đạo uống lượng, Vương Lâm nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Hắn bước đi không nhanh, cả người lộ ra một cổ cảm giác rất cô độc. Bầu trời đã về chiều, khiến cho bóng nắng của hắn dài ra trên mặt đất. Trên người Vương Lâm bị ánh trời chiều chiếu rọi, lộ ra một cổ cô độc. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm không giống như một thanh niên, mà trông giống như một lão nhân tan thương đã nhiều năm bôn ba xa xứ. Phía sau hắn, Tháp Sơn và đồng tử đầu to lẳng lặng đi theo. Thần sắc của Tháp Sơn không có nửa điểm biến hóa. Chức trách của hắn là thủ hộ Vương Lâm, nếu có người có địch ý với Vương Lâm, hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Trái lại đồng tử đầu to lại trầm mặt, nội tâm phức tạp, suy nghĩ không ngừng. Vương Lâm thông thả đi về phía trước, hết thảy xung quanh khiến hắn từ chỗ xa lạ này nhìn ra một chút quen thuộc. Trong trí nhớ của hắn quan đạo này vốn là một con đường nhỏ đi về gia hương hắn nhưng lúc này cũng là thế sự xoay vần mọi thứ đã không thuộc về mình nữa cứ đi tới như thế sự phiền muộn trong lòng vương lâm càng đậm trong mơ hồ hắn nhìn đến tận cuối cùng quan đạo này nơi đó có một tòa thành khổng lồ bên trong đầy những âm thanh huyên náo bên trên cổng thành có gắn một cái biển chắc chắn trên đó viết ba chứa rất lớn hoàng tổ thành cách thành trì này xa xa vương lâm dừng bước kinh ngạc nhìn lại. Cảnh tượng gia hương năm đó hiện lên trong mắt. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười của cha mẹ xâm chiếm toàn bộ tâm thần hắn. Đổi thay. Trên mặt vương lâm lộ ra một tia bi ai, thành trì trước mắt hắn khiến cho hết thảy những gì hắn ghi nhớ của hắn đều tan biến. Một trận âm thanh vó ngựa và bánh xe dằn lên mặt đường vang lên phía sau khi vương lâm đang trầm mặt khiến cho mặt đất hơi chấn động. Không lâu sau, một đội xe ngựa chậm rãi đi đến đội xe ngựa này rất bình thường phía trước có mấy người cưỡi ngựa mở đường nhanh chóng chạy đi phía sau là mấy cái xe ngựa trước thùng xe trên một chiếc xe ngựa có ngồi một lão già đầu bạc lão già này hai huyệt thái dương nhô cao hai mắt như điện hiển nhiên là một cao thủ chốn võ lâm thỉnh thoảng lão già nâng roi ngựa lên khiến cho tốc độ của xe chạy lại nhanh hơn khi đi qua người vương lâm lão già tùy ý quay đầu nhìn ba người vương lâm một cái rồi thu hồi ánh mắt nghênh ngang đi qua Thần sắc Vương Lâm phức tạp, sau khi đoàn xe đi qua vẫn chậm rãi đi về phía trước. Bên trong cổng thành có hộ vệ phụ trách tra xét lộ dẫn. Nếu không có lộ dẫn thì không thể đi vào. Việc này tự nhiên sẽ không bị Vương Lâm để ý, đi qua thủ vệ tiến vào trong thành mà không ai có thể phát hiện được. Sau khi đi vào, đường xá xung quanh đông đúc, các loại cửa hàng cửa hiệu san sát nhau, nhìn qua rất ồn ào. Mang theo vẻ cô độc, Vương Lâm chậm rãi đi tới cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ hết thảy đều đã thay đổi vương lâm đứng trước một cửa hàng trong mắt hiện lên vẻ ngẩn ngơ hắn nhớ rõ năm đó nơi này có một cây hòe cổ thụ dưới tàn cây có một tảng đá thời còn thiếu niên hắn thường ngồi ở chỗ này đọc sách hắn còn nhớ rõ người đã thay đổi cả cuộc đời mình tứ thúc khi mang cho hắn hy vọng tu tiên là ngày mà hắn đang ngồi trên tảng đá đó ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm khi đó hắn rất muốn biết thế giới bên ngoài ra sao. Nhìn cửa hàng nơi đây, Vương Lâm trầm mặt. Thời gian mấy trăm năm nháy mắt qua đi. Đối với người tu chân mà nói có lẽ cũng không lâu, nhưng đối với phàm nhân thì chính một cuộc bể dâu. Chắc là do hắn đứng chỗ này lâu quá, một tiểu nhị ở bên trong cửa hàng cao mày đi ra, đang muốn quát tháo khiển trách. Nhưng hắn liếc mắt một cái đã thấy tráng hắn tháp sơn phía sau Vương Lâm nên không khỏi hoảng sợ một đại hán như Tháp Sơn ở nơi này cũng không xuất hiện nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua thấy được người thứ hai là đồng tử đầu to. Tướng mạo của đồng tử đầu to quá dị, rất kinh khủng. Chỉ cần liếc mắt một cái mà tiểu nhị này sắc mặt đã tái nhợt, lui về sau hai bước, nhìn Vương Lâm, tự trấn định nói, tiểu ca à, trong quán chúng ta bán ngọc khí, ngươi muốn mua thì hãy đi vào, nếu không mua thì hãy rời đi, đứng y chỗ này là làm gì? Vương Lâm biến mất không một tiếng động, đến khi xuất hiện đã ở phía trong tường thành giờ phút này trời chiều hạ xuống bóng đêm bao phủ mặt đất vương lâm quan sát tất cả nhất là những ngôi mộ do hậu nhân xây lên kia hắn quỳ xuống trên mặt đất trong mắt không biết từ khi nào đã chảy ra hai hàng lệ cha mẹ thiết trụ đã trở về nước mắt chảy đầy mặt vương lâm trong mắt hắn chỉ có một sự nhung nhớ và đau đớn khoảnh khắc này như vĩnh hằng thời gian chậm rãi trôi đi Tháp Sơn và đồng tử đầu to lần đầu tới nơi này, Tháp Sơn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đầu to quan sát tất cả trong mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Hắn không biết đây là nơi nào nhưng nhìn những hành động của Vương Lâm thì cũng biết được nơi đây chính là tổ trạch của hứa một. Đồng tử đầu to khi còn sống chưa từng biết tới một chút tình thân, nhưng lúc này giữa sự tĩnh lặng, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của chính mình. Vương Lâm nhìn Linh bài một hồi lâu rồi chậm rãi đứng lên nhìn vào một không gian quen thuộc căn phòng trước mặt, như quay ngược về tới nghìn năm trước kia, cái nơi mà hắn trân trọng khắc sâu trong trí nhớ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đẩy cửa để đi vào trong sân, âm thanh cót két vang lên. Dưới ánh trăng có thể thấy trong viện tất cả đều không thay đổi, chiếc bàn ăn vẫn như cũ chỉ là người lại không có. Bên tai Vương Lâm phản phất như nghe được âm thanh từ nghìn năm trước truyền đến. Thiết trụ. Sách này đọc như thế nào vậy? thiết trụ a ngươi phải đọc sách cho thật tốt sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem kết quả lần này thế nào nhưng đừng giống ta cả đời này vẫn ở lại trong thôn ôi được rồi ông ngày nào cũng cằn nhằn phải để ta nói thiết trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đỗ thiết trụ a tứ thúc ngươi là người tốt vài năm nay may mắn nhờ hắn trợ giúp tượng gỗ do cha ngươi làm mới có thể thể bán ra tiền về sau nếu ngươi có tiền đồ thì đừng quên báo đáp tứ thúc của ngươi sự đau đớn lấp đầy tâm trí của vương lâm hắn từng bước một đi vào sân cửa phòng mở ra giờ phút này mặc dù nhìn bề ngoài vương lâm vẫn đang là thanh niên nhưng lại giống như một lão nhân ra ngoài đã lâu không trở lại trong nhà không ngừng lấy tay vuốt ve tất cả mọi thứ vương lâm sờ vách tường những cảnh tượng thời thơ ấu không ngừng hiện lên trong đầu nỗi đau trong lòng hắn lại càng đậm nỗi nhớ cha mẹ tràn ngập toàn thân để Tháp Sơn và đồng tử đầu to chờ ở bên ngoài, Vương Lâm ngồi một mình trong căn nhà cảm thụ hơi thở gia đình, quên đi toàn bộ tu chân giới, chỉ có thời thơ ấu vui vẻ và nhớ lại chính mình dưới gối hầu hạ cha mẹ khoái hoạt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong sự yên tĩnh đó, thể xác và tinh thần Vương Lâm tiến hành gột rửa một lần. Hắn một mình trầm lặng, chuyện thời thơ ấu cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Hắn lặng lặng ngồi ở một chỗ, trên mặt khi thì lộ ra vui vẻ mỉm cười khi thì lộ ra phiền muộn bi thương, những cảnh tượng thời thơ ấu cho tới hiện tại hắn chỉ có thể một mình cô độc nhớ lại. Hắn vui vẻ trong cô độc, hắn tươi cười nhưng lại không phát ra thành tiếng, buồn và vui. Hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuống rơi trên mặt đất, lưu lại dấu vết. Ánh trăng dần dần trôi qua, ánh dương nơi chân trời bắt đầu lên chậm rãi xua tan bóng tối, phủ ánh sáng xuống mặt đất. Phản phất vật đổi sao dời, ánh sáng không ngừng chiếu rọi khắp hoàng tổ thành những tia sáng chiếu qua cửa sổ khiến cho Vương Lâm từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn hít vào một hơi thật sâu đứng lên nhìn thoáng qua bốn phía rồi đi ra ngoài. Tháp Sơn sau một đêm vẫn đứng thẳng không hề nhúc nhích. Về phần đồng tử đầu to thì sự phức tạp trong mắt ngày càng đậm. Một đêm qua làm hắn đã nhớ lại thời thơ ấu, khi bị vũ nhục khiến cho hắn dây dứt đau đớn không biết vì sao lúc đó lại không có một tia giải thoát. Hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là sự ghét bỏ của mẫu thân ánh mắt của mẫu thân hiện lên trước mắt lần lượt nhớ lại tất cả khiến hắn cảm thấy đau lòng chỉ có điều hiện tại hết thảy đều phai nhạt rất nhiều ba người vương lâm cũng không ẩn hình nên làm cho binh lính tuần tra chú ý những tiếng hô kinh ngạc vang vọng bên ngoài vách tường một đội binh lính như gặp đại địch sát khí âm trầm lập tức vây quanh ba người cùng lúc đó mười người tu vi bất đồng thấp nhất là cảnh giới trúc cơ cao nhất thậm chí còn có tu sĩ cảnh giới hóa thần từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến từng đạo thần thức nhanh chóng tỏa ra cùng đồ lớn mật không ngờ dám xông vào nhà tổ của hoàng gia ngươi có biết đây là tội chu di cửu tộc tội lớn ngoài tường thành vọng đến tiếng hét lớn nổi giận trên bầu trời kiếm quan lóe ra một đám tu sĩ tiến đến thần sắc bọn họ mang theo sự phẫn nộ giận trong mắt vương lâm xem ra bọn họ không phải làm bộ mà thật sự giận dữ Ba người các ngươi có thể không bị phát hiện khi tiến vào tòa nhà tổ vương gia tất nhiên cũng là tu sĩ. Mặc kệ các ngươi là người môn phái nào, chẳng lẽ sư môn, trưởng bối các ngươi không có nói qua cho các ngươi biết, nơi đây ngoài tộc nhân của vương gia, không ai được bước vào nửa bước. Người nói chuyện là một lão già đứng giữa 10 tu sĩ kia, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Tháp Sơn vẫn thản nhiên, không thèm liếc mắt nhìn xung quanh. Đồng tử đầu to chấp mắt, không nói gì. Vương Lâm thu hồi ánh mắt đang nhìn phần mộ cha mẹ, ngẩng đầu lên nhìn 10 tu sĩ đang bay trên không, liếc mắt một cái chậm rãi nói, "Mộ này là do ai xây nên?" Thanh âm Vương Lâm bình thản nhưng vang lên trong tai tu sĩ bốn phía giống như làm cho người ta có một cảm giác phải thuận theo. Loại cảm giác này đột nhiên tới khiến cho sắc mặt đám tu sĩ lập tức đại biến. Tu sĩ cảnh giới hóa thần lại càng tái nhợt, tu vi hắn đạt tới cảnh giới hóa thần đã cảm nhận được ý cảnh nhưng chỉ một câu nói của đối phương đã làm hắn hoảng sợ giống như có một thứ lực lượng khiến hắn không thể không trả lời nếu không trả lời ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt gần như là bản năng hắn lui ra phía sau mấy trượng lớn tiếng nói nơi đây nơi đây là do hoàng tộc xây nên là nơi ở cũ của tổ tiên hoàng tộc lão tổ chu tức tin lúc nhỏ cũng ở đây hắn nói tới đây nhìn về phía vương lâm bỗng nhiên ngẩng người cảm thấy người trước mắt dường như có chút quen mắt nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc gặp qua khi nào. Hoàng tộc Vương Lâm trầm mặt nhìn thoáng qua phần mộ cha mẹ rồi xoay người lên không mang theo tháp sơn và đồng tử đầu to đang định rời đi. Nhưng vào lúc này phía xa trong không trung bỗng nhiên truyền đến liên tục tiếng sấm, lại có một tảng lớn mây đen điên cuồng bay đến. Cùng lúc đó một tiếng quát phẫn nộ từ đám mây kia truyền ra. Thật to gan, không ngờ dám xông vào nhà tổ của vương tộc, triệu quốc huyền đạo tông nhiều thế hệ thủ hộ ở đây mà hành vi của ngươi cũng như không coi huyền đạo tông chúng ta ra gì từ trong tầng mây kia xuất hiện một người đầu tóc bạc trắng hai mắt lóe lên tinh quang đi đến một làn hơi thở anh biến sơ kỳ lập tức tràn ngập bốn phía tu sĩ bốn phía nhìn thấy lão già vừa tới lập tức một đám cung kính cúi chào hiển nhiên lão già này ở đây uy vọng cực cao huyền đạo tông ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía lão già có một tia dịu dàng hơi gật đầu chậm rãi nói, tu vi ngươi đã đạt tới anh biến cảnh giới. Cấp bậc triệu quốc đã đạt tới ngũ cấp tu chân quốc. Lão già kia đang tức giận mà đến giờ phút này cũng ngẩn ra, cao mày quát, ta ở triệu quốc từ 300 năm trước đã đạt tới ngũ cấp tu chân quốc, việc này toàn bộ chu tức tin tất cả tu sĩ đều biết. Ngươi là người phương nào? Tuy nói như thế, nhưng lúc này hắn nhìn vương lâm có một cảm giác như đã từng gặp qua ở địa phương nào đó ngũ cấp tu chân quốc vương lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng hắn nhớ rõ năm đó triệu quốc chỉ có tam cấp tu chân quốc mà thôi cũng không nghĩ tới là mấy trăm năm nay dĩ nhiên sẽ đạt tới ngũ cấp thu hồi ánh mắt vương lâm cẩn thận nhìn qua lão già kia lúc này cũng là vừa nhìn ra một ít manh mối hắn hơi mỉm cười từ trên người lão già hắn mơ hồ phát hiện ra một tia hơi thở cực kỳ mỏng manh mang cùng loại với vương lâm. Hắn nhớ tới năm đó khi hóa thần ở triệu quốc từng để lại 10 viên linh loại, hiển nhiên lão già này là một trong 10 người năm đó. Mấy năm nay đều do huyền đạo tông các ngươi ở đây thủ hộ sao? Tu sĩ nơi đây đều là huyền đạo tông đệ tử. Vương Lâm ngậm cười hỏi. Lão già kia cao mày cẩn thận nhìn ba người Vương Lâm, không biết vì sao mới vừa rồi lửa giận lại bị đè ép xuống dưới, hình như người trước mắt khiến cho hắn có một cảm giác rất thân thiện. Do dự một chút hắn mở miệng nói, cũng không phải chỉ có Huyền Đạo tông ta, toàn bộ Chu Tức Tinh cứ mỗi khoảng thời gian đều có các đệ tử môn phái khác đến thủ hộ. Có thể đến nơi đây làm thủ hộ đều là những người trong môn phái có cống hiến thật lớn hoặc là người có thiên tư thật tốt, trọng điểm chuẩn bị bồi dưỡng thủ hộ tòa nhà tổ của vương gia đối với tất cả tu sĩ trong chu tức tinh mà nói đúng là một việc làm vinh quang không biết vì sao lão già trước mặt vương lâm lại kể cực kỳ tỉ mỉ ngay chính cả hắn cũng không hiểu nguyên nhân vì sao nghe được lời nói của lão già ánh mắt vương lâm nhìn qua các tu sĩ ở trên mặt đất những người này tư chất tất cả đều vô cùng tốt với kinh nghiệm của vương lâm giờ phút này nhìn vào mắt lão già liền biết được hiển nhiên những lời lão nói là thật Lầm mặt dây lát Vương Lâm thở dài mang theo một tia cảm động nói, cảm ơn các ngươi. Nói xong hắn vung tay áo lên lập tức liền có một đạo lực lượng tràn ngập hóa thành nhiều điểm tinh quang trong phút chốc rơi vào cơ thể tu sĩ bốn phía. Mỗi người một cái, ngay cả binh lính tay cầm binh khí đứng trên mặt đất cũng đều có tinh quang nhập vào cơ thể. Các tu sĩ chấn động lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt lưu xuất hiện trong cơ thể, một đám biểu tình cổ quái dâng lên. Ngươi! Lão già anh biến kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Ngươi làm rất tốt, không uổng công năm đó ta đưa ngươi linh loại, Vương Lâm nói xong xoay ngươi hướng ra xa bay đi. Tháp Sơn và đồng tử đầu to theo ở phía sau, ba người chậm rãi biến mất ở chân trời. Linh loại, linh, lão già kia run rẩy kịch liệt, khi nghĩ tới thân phận của đối phương, trên mặt mấy trăm năm chưa từng quá kích động thất thanh kêu, vương gia lão tổ. Lời vừa nói ra tu sĩ bốn phía tâm thần lập tức chấn động, tất cả đều xuất hiện sự kích động không dám tin, nhìn vào hướng Vương Lâm biến mất. Hắn, hắn là Vương gia lão tổ. Người chu tước tinh thủ hộ vô số năm tới vây lão tổ Vương gia. Đi giữa trời đất, Vương Lâm hơi trầm ngâm. Hắn hiểu vì sao mà mọi người đối với mình cung kính như thế, điều này tất nhiên là do dụng ý của Chu Vũ Thái. Trên thực tế quả thực như Vương Lâm suy nghĩ, đại nhĩ tu sĩ chu vũ thái đối với việc năm đó vương lâm đem ngôi vị nhường cho mình trong lòng rất cảm kích chỉ có điều vương lâm lại rời đi khiến cho hắn không có cơ hội báo đáp chu vũ thái ân oán phân minh nên đối với ân huệ của vương lâm vẫn khắc sâu trong lòng vì thế chỉ cần là hậu nhân của vương gia thậm chí là môn phái tu chân do vương lâm lưu lại ở triệu quốc chu vũ thái đều chiếu cố cho mạnh dần lên với thân phận của Chu Vũ Thái và Chu Tức Tử ở Chu Tức Tinh rất dễ dàng tạo cho hậu nhân vương gia một hồi phúc vận, địa vị cao quý trong nhân gian. Triệu quốc được sự trợ giúp của hắn từ từ lớn mạnh, cuối cùng cũng đạt tới ngũ cấp tu chân quốc. Hết thảy những việc này tự nhiên có người biết được, bởi vì sự kiện ở bên trong Chu Tước Mộ vượt qua thời gian truyền lại. Sau khi Chu Vũ Thái nói ra người bảo hộ Chu Tước Tinh, Chu Tức Tinh lão tổ như vậy mà nổi tiếng, vô hình chung mọi người đều thừa nhận. Sở dĩ Chu Vũ Thái làm như vậy ngoại trừ là báo đáp ra còn có nguyên nhân rất sâu bên trong. Tu vi của hắn chưa đạt tới vấn đỉnh cảnh giới có thể nói là yếu nhất trong thế hệ Chu Tức Tử, không thể khuất phục mọi người nên chỉ còn cách nói ra những việc làm của Vương Lâm để mượn thế sinh uy. Vương Lâm suy nghĩ hết thảy những việc xảy ra, tuy nói vẫn chưa đoán được toàn bộ nhưng cũng đoán được năm sáu phần. Hắn thầm than một tiếng bất kể chu vũ thái như thế nào nhưng hắn đã giúp đỡ như vậy thì chính mình cần phải báo đáp bay trong không gian tháp sơn và đầu to đồng tử đi ở phía sau trên đường đi tháp sơn vẫn lạnh lùng như thế về phần đồng tử đầu to thấy vương lâm được về quê nhà lại càng nghĩ tới gia tộc của mình hắn có thể nhìn ra tu sĩ ở nơi này khi nhìn hứa một thật sự là cung kính từ đáy lòng Đồng tử đầu to có thể tưởng tượng với tu vi hiện tại của mình nếu trở về gia tộc tuy cũng được mọi người cung kính nhưng sự cung kính đó cũng cực kỳ giả dối. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì, nó phản phất như một con cự long đang nằm dài, một cổ khí tức vương giả rất đậm bao phủ xung quanh. Tường thành bốn phía do những hòn đá màu đen tạo thành, thậm chí phía trên còn có một số trận pháp cấm chế dao động. Chưa tới gần Vương Lâm đã nhận ra tại trong thành có cấm chế trận pháp rất mạnh số lượng tấm chế rất nhiều. Nếu mở ra toàn bộ thì cho dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng nhất định chết. Ngoại trừ vị trí tiên di tộc chiếm cứ ra, đây là nơi trên chu tước tinh, cũng là nơi có đế đô lớn nhất trong phạm vi của chu tước quốc. Đại vương Triều Xây dựng đất nước 437 năm trở thành đế chế mạnh nhất, trừ tiên di tộc ra thì chính là nơi có lực lượng mạnh nhất nhân gian. Hoàng tộc họ vương có nguồn gốc lâu dài, với hơn 400 năm xây dựng khiến cho trong vương triều có được một lượng lớn binh sĩ. Thậm chí còn có người trong võ lâm sẵn sàng góp sức, khiến cho uy danh vương triều càng thêm hiển hách, lại còn một số lượng lớn người tu chân. Ngoài ra với Vân Thiên Tông và các môn phái ở triệu quốc, cũng đều hậu thuẫn cho vương triều nên tộc nhân họ vương được hưởng địa vị cực cao. Thần thức vương lâm tràn ngập toàn bộ chu tước tinh, cảm nhận được một cổ huyết mạch hấp dẫn, hắn liền tìm đến đây thành trì trước mắt này là nơi huyết mạch vương gia tập trung nhiều nhất thần thức hắn đảo qua vẫn không phát hiện thấy bóng dáng vương trác ở đâu thở dài một tiếng thân mình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất khi hiện ra dĩ nhiên là ở phía bên trong hoàng thành nhìn dám ngươi náo nhiệt bốn phía cùng với phong ốc xa hoa vương lâm dần dần nhíu mày toàn bộ bên trong đô thành quá mức xa hoa trên mặt đất lát bằng đá thanh hoa nổi danh đắt tiền thần thức quét qua dường như toàn bộ đường phố trong đô thành đều như thế cái này còn chưa tính, thậm chí ở bốn phía cây cối đều có tơ lụa bao vây, nhìn thì rực rỡ nhưng trên thực tế lại làm nhơ nhút phúc trạch. Vương Lâm tu đạo đến trình độ này dĩ nhiên có thể thấy khắp không gian đô thành tràn ngập các loại cảm giác thương, bi, giận. Sống ở nơi đây lâu dài nhất định tính cách sẽ bất thường, thậm chí tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng lớn. Toàn bộ hơi thở loại này đều là một loại oán khí tức giận. Năm đó ở Thanh Linh Tinh, Vương Lâm từng bị người ta trắp tâm thu thập giờ nhìn thấy trong thành oán khí ngút trời trên mày càng thêm nhíu lại thần thức hắn tản ra trong chu tức tinh phần lớn các khu vực đều có mức độ oán khí không đồng nhất nơi oán khí tức giận đó phát ra chỉ tràn ngập một nửa chu tức tinh từ khắp các thôn trang nhất là chỗ ở của phàm nhân oán khí không ngừng tràn ra ngưng tụ ở trong các thành trì rất lâu không tiêu tan nhất là phía tây bắc khắp cả nghìn dặm đất đều là tử thi phần lớn oán khí từ nơi đó mà ra nếu nói trong các thành trì khác oán khí cực kỳ đậm thì so với ở đây trên không trung của thành đô oán khí đã hóa thành một ngọn lửa ma loại oán khí này trừ khi tu vi đạt tới cảnh giới như vương lâm cẩn thận mới có thể phát hiện được nếu tu vi không đủ căn bản là không thể cảm nhận được nửa điểm hồ đồ sắc mặt vương lâm âm trầm đi trên đường cái đô thành đối với sự hưng thịnh của nhân gian thì hắn rất vui nhưng sự hưng thịnh này lại khiến cho người ta căm hận thì vương gia sau này nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn phú quý bây giờ có cũng như không đi được một lúc đột nhiên phía trước tiếng vó ngựa vang lên rầm rập người đi đường phía trước kinh hoảng nhanh chóng tản ra hai bên vương lâm cũng bắt chước lui ra phía sau vài bước âm trầm nhìn lại chỉ thấy ở phía trước mấy con ngựa cao to đang phi rất nhanh ngồi trên lưng ngựa là vài thanh niên phía sau còn có một lượng lớn tôi tớ đi theo đám tôi tớ đó đều đi bộ nhưng tốc độ vẫn bám sát theo sau Mấy người thanh niên cưỡi ngựa kia đều mặc quần áo đẹp đẽ, tướng mạo anh Tuấn, chỉ có điều đôi mắt sâu lại ngập một thứ khí đen. Hắc khí này không dày, nên cho dù là tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh cũng rất khó phát hiện, nhưng Vương Lâm lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời còn có hai đạo kiếm quan gào thét, đạp trên thân kiếm là hai tu sĩ, hai người này tu vi đều có cảnh giới trúc cơ mở đường cho đám thanh niên kia. Nếu chỉ phô trương như vậy thì không có gì khiến cho vương lâm cho mày chính là ở phía sau thanh niên kéo theo một sợi xích sắt sợi xích trói lấy một người đầu tóc rối bù không thấy rõ hình dáng chỉ có thể căn cứ thân hình có lẽ là một nam tử bị kéo trên mặt đất nên quần áo bị rách hết để lại một vệt máu dài phía sau giống như có người dùng bút lông vẽ ra một bức tranh đầy vết máu kinh người mấy người chạy qua để lại tiếng cười ha hả vang vọng những người trong võ lâm nhanh chóng đi theo giữa không trung hai tu sĩ kia cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Những người này sau khi đi qua, lập tức lại có một đội binh sĩ vội vàng đến xuất hiện lau sạch những vết máu. Mãi cho đến khi toàn bộ những người đó đều rời khỏi, đám người xung quanh mới dám thì thầm bàn luận. Ôi đáng thương a, à? Không biết người nào lại đuôi mù mà trêu chọc hoàng tử thứ 16. Sợ là phải bị kéo trong đô thành một vòng, người đó mới có thể chết đi. Cũng không phải, ở trong đại vương triều hoàng tộc chính là trời, tất cả các tiên nhân đều giúp đỡ bọn họ thì ai dám trêu chọc chứ? Đừng nói nữa, nghe nói vài tháng trước quốc sư xem hiện tượng thiên văn phát hiện có hung tinh xuất hiện từ tây bắc, vì thế triều đình liền giết hơn 10 vạn bình dân ở phía ấy. Nghe nói cho tới bây giờ ở nơi đó chất đầy thi hài. Việc này không nói được. Lý huynh, tốt hơn là chúng ta nói ít thôi, cẩn thận họa từ miệng mà ra nét mặt vương lâm càng thêm âm trầm vừa rồi hắn nhìn rõ ràng thanh niên mặc hoa phục kia mang huyết mạch vương gia tháp sơn mang người đó đến đây cho ta vương lâm bình tĩnh mở miệng tháp sơn không nói nhiều lập tức xoay người biến mất sau khoảng nửa khắc hắn liền trở về trong tay dẫn theo một người đúng là thanh niên mang hoa phục kia ánh mắt người thanh niên lộ ra vẻ hoảng sợ xen lẫn tức giận liên tục mắng lớn mật ngươi dám bắt ta Ngươi là tu sĩ thuộc môn phái nào? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người của Vương gia. Tháp Sơn lạnh lùng đến gần Vương Lâm tay phải ném mạnh một cái, lập tức cả thanh niên mặc hoa phục rơi xuống đất. Cảnh tượng này lập tức khiến cho đám người bốn phía tản ra bàn tán xôn xao, tất cả thân mình chấn động. Gần như không do dự gì nhanh chóng tản ra xa khu vực này, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã thanh niên bò dậy, nhìn tháp sơn chầm chầm trong lòng âm thầm kinh hãi nhưng không có lộ ra bên ngoài, quát, ta là người của vương gia. Ngươi dám đã thương ta, bất kể ngươi là người của môn phái nào cũng đều phải chết. Thần sắc vương lâm lạnh như băng nhìn chầm chầm thanh niên mặc hoa phục. Nét mặt gã thanh niên chợt xuất hiện một làng khí đen. Làng khí chợt hóa thành một con rắn há mồm thè lưỡi hướng về tháp sơn. Cảnh tượng này nếu tu vi không bước vào cánh cửa thứ hai sẽ không phát hiện được, chỉ có thể cảm giác tại trên người hoa phục thanh niên đột nhiên bộc phát một cổ hơi thở âm hàng khiến cho tâm thần chấn động mà thôi đúng lúc này phía xa trên đường phố vang lên những tiếng hét bốn phía như có một đội nhân mã sắp xuất hiện trong giây lát từ phía trước hai nhóm hào quang bay nhanh mà đến một đạo là đám người hầu đạo kia chính là những người trong võ lâm mang theo sát khí mà đến hãy bắt tên phản tặc kia trong đám người xông đến còn có mấy thanh niên ngồi trên lưng ngựa quát lên có thích khách bảo vệ hoàng tử hai đạo kiếm quan khi trước bay thẳng đến tháp sơn hai tu sĩ cắn răng mà ra tay vừa rồi căn bản là họ không hề phát hiện chỉ thấy đột nhiên hoàng tử không ngờ không có ở đó trong hoảng sợ lập tức quay đầu lại tìm kiếm cũng vừa thấy được tháp sơn ném hoàng tử xuống đất cảnh tượng này khiến cho hai người hít sâu vào một hơi hai người hắn là đệ tử vân thiên tông được bố trí bảo hộ hoàng tử vương gia nếu hoàng tử này xảy ra chuyện gì thì khi hai người hắn trở lại môn phái chắc chắn sẽ bị trách phạt giờ phút này kiếm quan lóe lên lao về phía tháp sơn tháp sơn lạnh lùng bàn tay to phất nhẹ lập tức một trận cuồng phong xuất hiện khiến cho kiếm quan của hai tu sĩ lập tức tiêu tan phi kiếm gãy vụn đồng thời hai người cảm thấy một cổ khí tức không thể tưởng tượng mạnh mẽ tấn công cả hai đều phun ra máu tươi bay ngược ra sau trên mặt đất đám người trong võ lâm đang xông tới như va vào tường những tiếng va chạm vang lên tất cả đều phun máu mà bắn ngược trở lại không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi tháp sơn cũng không giết người cái vung tay của hắn khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả hai tu sĩ cũng đều chỉ bị thương dừng gã thanh niên mặc hoa phục thấy vậy lập tức giật mình nhưng nét dữ tợn trên mặt ngày càng đậm quát ta là người của vương gia dám đã thương ta tại chu tước tinh này, các ngươi chết chắc. Vương Lâm nâng tay phải tác vào mặt gã thanh niên một cái. Vương Lâm không dùng lực chỉ lấy thân thể phàm nhân ra tay, dù sao thanh niên này cũng không phải là tu sĩ nếu hơi dùng khí lực một chút xương cốt toàn thân hắn sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng mặc dù như thế, thân mình thanh niên kia vẫn bị đánh bay, toàn bộ răng gãy hết. Một cái tác này không chỉ đánh vào gã thanh niên mà còn làm cho con hắc xà trong cơ thể hắn lộ ra hắc xà kia cực kỳ quỷ dị khi cái tác của vương lâm hạ xuống nó lập tức tan rã nhưng gần như tích tắc liền ngưng tụ lại lần này không ngờ nó thoát ly thân mình gã thanh niên há mồm to lao về phía vương lâm cảnh tượng này ngoại trừ tháp sơn và đồng tử đầu to ra căn bản không có ai có thể nhìn thấy đám người ở phía sau vương lâm chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt mà thôi ta nghe chuyện trên tv audio cv muốn biết kẻ nào lấy người của vương gia ta chăn nuôi oán linh Ánh mắt Vương Lâm giận dữ. Với tu vi của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra gã thanh niên trước mắt này, hồn phách sớm đã bị thôn vệ, bị oán khí biến thành vật thay thế. Tại khoảnh khắc Hắc Xà kia lao đến, tay phải Vương Lâm nâng lên chỉ về phía trước. Đối diện với một chỉ của Vương Lâm, hai mắt Hắc Xà kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi định quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, nghe phịch một tiếng thân mình Hắc Xà kia gần như nháy mắt hóa thành một đoàn khí màu đen bị Vương Lâm bóp nát sau đó hóa thành một cái ký hiệu màu đen. Mất đi hắc xà, thanh niên rung lên một cái, mồm phun ra một ngụm to máu tươi. Sự dữ tợn trên mặt không còn nữa, ánh mắt thất thần, do linh hồn hắn đã bị thôn vệ nên giờ phút này hai mắt ảm đạm mất đi sự trong sáng. Bốn phía một mảnh an tĩnh nhưng nó chỉ duy trì trong nháy mắt, liền bị một tiếng hét chói tai kinh hô thay thế. Đám người xung quanh kinh hoảng lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau trên đường cái không còn một bóng người. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàng ý, lúc trước khi thần thức tỏa ra vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường. Nhưng lúc này gần gũi cũng nhìn ra một ít manh mối, với kinh nghiệm và trí thông minh của hắn lập tức hiểu được người này có liên quan đến việc lấy người của Vương gia chăn nuôi oán linh. Loại thần thông này trước kia Vương Lâm có được nghe nói, nó giống như tế luyện phi kiếm đều do con người tạo ra. Hấp thu oán khí làm oán linh nếu oán linh với số lượng lớn uy lực của nó không phải là nhỏ. Kết hợp với việc trên bầu trời có đầy oán khí, Vương Lâm có thể tưởng tượng ra ở đây có người khống chế oán linh. Oán khí càng nhiều sẽ tạo ra những oán linh càng mạnh. Sự tức giận của Vương Lâm khiến cho ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Thủ ấn màu đen do oán khí biến thành, bị hắn ném về phía trước. Lập tức nó tự động chậm rãi bay đi. Vương Lâm chấp tay đi theo phía sau hắn tháp sơn và đồng tử đầu to theo sát. Trong đô thành một hoàng tử bị giết tự nhiên là việc trọng đại. Không quá lâu những đạo kiếm quan từ bốn phương tám hướng bay nhanh đến. Phía trên các kiếm quan đó đều là tu sĩ của các môn phái trên chu tước tinh. Cả đám vọt tới căn bản là không cùng Vương Lâm nói chuyện, dùng các loại pháp bảo xuất thủ. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, tay áo vung lên, lập tức tất cả pháp bảo bay ngược trở lại tu sĩ ở phía trên kiếm quan càng hoảng sợ bị luồng gió thổi thân mình không tự chủ được lui ra phía sau gần như trong nháy mắt bọn họ bị thổi bay ra ngoài hơn mấy vạn dặm đây đây là pháp thuật gì vừa rồi người nọ nhìn rất là quen mắt những tu sĩ bị đưa ra ngoài mấy vạn dặm đều kinh hoảng không còn có một người dám đi lên tất cả đều hóa thành kiếm quan bay về môn phái mình ánh mắt vương lâm lạnh như băng giờ phút này trong lòng hắn cơn giận thật lớn đi mãi, dần dần tới gần hoàn thành. Dọc đường đi có vô số binh lính tấn công. Đối với những người này Vương Lâm không muốn đã thương, chỉ vung tay áo lên liền đưa tất cả ra ngoài mấy vạn dặm. Khoảng cách đến hoàn thành ngày càng gần. Giờ phút này bên trong Hoàng thành, trên đại điện có một người đàn ông trung niên thân mặt long bào, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ thoạt nhìn dung nhan có chút quý phái, mặc một bộ y phục rực rỡ, chỉ có điều trong hai mắt lại có một màn sương đen lượn lờ. Ở chỗ sâu trong mắt nàng giờ phút này hiện lên một sự sợ hãi. Đồng thời bốn phía có vô số người của vương gia mặt cẩm y đều đứng đấy. Tất cả đều nhìn chầm chầm về phía trước. Ngoài đại điện, phía trên quảng trường, một đội binh sĩ dày đặc như lâm đại địch phát ra một luồng sát khí kinh người. Trước cuộc ai dám đến đại vương triều ta giết người? Các ngươi đã tra ra người này thuộc môn phái nào? người đàn ông trung niên cầm trong tay nghiêng mực ném mạnh xuống đất quát bốn phía hoàn toàn yên lặng một lát sau một lão đạo đầu bạc hơi do dự đi ra ôm quyền nói ba người này sợ là tiền bối tu vi cực cao về phần môn phái của bọn họ chúng thần đang tra xét người đàn ông trung niên kia thần sắc càng thêm âm trầm cười lạnh nói xem ra vương gia ta ở trên chu tức tinh trước giờ yên ổn thế cho nên một vài kẻ vô danh cũng dám khi nhục quốc sư ở đâu âm thanh vừa phát ra một tiếng cười dài vang vọng hoàn thành bệ hạ không cần lo lắng việc này ta sẽ cho vài tên đệ tử đi xử lý liền thấy ở giữa không trung phía trên quảng trường từng đạo hắc khí ngưng tụ trong phút chốc hóa thành ba người ba người này toàn thân bao phủ bởi một màn xương đen nhưng có thể thấy được có hai nam một nữ tuổi cũng còn trẻ sau khi hiện ra ba người cũng không thèm liếc mắt xem hoàng cung một cái lập tức hóa thành ba đạo hắc khí trực tiếp bay thẳng ngoài Vương Lâm cứ đi thẳng về phía trước, sự lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng đậm, theo dấu vết phía trước dĩ nhiên giờ phút này đã tới gần đại môn hoàn thành, ở ngoài cửa vô số binh sĩ nhìn chầm chầm ba người Vương Lâm. Đúng lúc này trên bầu trời, ba đạo hắc khí tỏa ra oán khí dày đặc, bay thẳng đến chỗ Vương Lâm. Người còn chưa tới nhưng đã có từng trận áp lực truyền ra, hóa thành vô số tiếng gào khóc thảm thiết nháy mắt bao phủ trời đất. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra ba người này tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới anh biến mà thôi nhưng uy lực thần thông của họ đã vượt qua tu vi mơ hồ đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ ở trong cơ thể ba người này không có huyết mạch của hậu nhân vương gia chỉ có vô tận oán khí hiển nhiên chúng đã luyện hóa đến một trình độ oán linh nhất định trong mắt vương lâm sát khí nồng đậm lóe lên xuất hiện trước mặt ba người song chỉ tay phải thành kiếm điểm về phía một người Tốc độ hắn quá nhanh trong phút chốc xong chỉ đã đặt trên vai người nọ, trong nháy mắt này từ trong cơ thể vương lâm, lực lượng khổng lồ của Quy Niết Sơ Kỳ nhanh chóng vận chuyển theo song chỉ, tiến vào trong cơ thể người nọ. Trong nháy mắt, người nọ dừng lại, không hề có sức phản kháng thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành vô số hắc khí đang muốn tản ra bỏ chạy, nhưng đã chậm. Với tu vi của Vương Lâm khi nổi giận ra tay hủy diệt không chỉ có thân thể oán khí mà căn bản còn có oán linh kia. Oán Linh đang muốn bỏ chạy lập tức lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm trong khoảnh khắc toàn bộ tan rã trực tiếp tử vong, chỉ để lại vô số oán khí tản ra. Việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hai oán Linh kia thấy Vương Lâm mới nhấc tay mà đồng bạn bỏ mình, khiến cho bọn họ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết xong một người, Vương Lâm tay trái vỗ hướng về phía trước một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng chấn động đột nhiên bùng nổ. Trên bầu trời như xuất hiện một cơn gió lốc ầm ầm thổi qua một người oán linh trong nháy mắt hắn cũng bỏ mạng. Xong người thứ hai, Vương Lâm quay phát lại, trong ánh mắt như xuất hiện một tia chớp nhìn nữ tử cuối cùng. Lập tức từ trong cơ thể nàng vang lên một tiếng nổ, từng đạo sấm chớp xuất hiện trên người nàng. Ánh mắt của Vương Lâm càng trở nên lạnh lẽo, bay về phía hoàng thành. Trên mặt đất phần đông binh sĩ ngây ngốc mà nhìn, trong đầu trống rỗng. Vương Lâm cứ thế bay thẳng về phía hoàng cung. Từ xa, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên quảng trường trước hoàng cung có một đội binh lính còn trong đại điện kia là một đám hậu nhân vương gia ở bên cạnh còn có đông đảo tu sĩ mặc dù ánh mắt của đám tu sĩ đó đầy sát khí nhưng không có một ai dám ra tay bọn họ nhìn không thấu tu vi của vương lâm nhưng tự hỏi mình công kích ba đệ tử của quốc sư không thể giết chết ba người đó một cách dễ dàng như vậy vì vậy mà trong lòng bọn họ đối với người xâm nhập hoàng cung cảm thấy e ngại Tới gần, Vương Lâm lơ lửng trên quảng trường, nhìn chầm chầm người phía dưới nói, tốt lắm, ngươi làm tốt lắm đấy. Ánh mắt hắn đảo qua những người thuộc Vương Gia. Nơi đây có khoảng trăm người, và tất nhiên đó không phải toàn bộ. Những người này phía trên mi tâm nhiều hoặc ít cũng đều có một làn khí đen. Chỉ có người đàn ông trung niên mặc long bào ngồi ở giữa là không có hắc khí gì ở mi tâm. Về phần nữ tử mặc y phục trực trở ngồi bên cạnh hắn, lúc này trong mắt không còn chút hắc khí, càng không có một chút tu vi dao động, nhìn như một phàm nhân bình thường. Thanh âm vương lâm vang vọng giống như làn gió của trời đông giá rét thổi qua, khiến cho những người trên mặt đất đều chấn động tinh thần. Nhất là người đàn ông trung niên mặt long bào kia, trong nháy mắt nhìn thấy vương lâm mà giật mình. Hắn như không tin được vào mắt mình nữa. Nhưng lập tức trong mắt hắn xuất hiện một tia độc ác quát, người cung phụng vương tộc các triều đại, giết kẻ này. Gần như cũng vào lúc, âm thanh của nam tử vang lên trên quảng trường đột nhiên xuất hiện tiếng nổ ầm ầm mặt đất lập tức xuất hiện một cái khe từ trong cái khe có tám lão già lao ra tám lão già sau khi xuất hiện lập tức nhìn vương lâm chăm chú rồi không chút do dự phóng đi lửa giận trong mắt vương lâm càng đậm mặc dù nơi mi tâm của tám lão già đều có giày đặc khắc khí nhưng ở mi tâm bọn họ lại có một tia sáng màu vàng bảo vệ linh hồn bước về phía trước một bước Tay phải vương lâm chỉ ra lập tức liền có tám đạo khí đen trắng đang xen vào nhau rồi lao thẳng đến tám lão già. Khoảnh khắc luồng khí đen trắng bay tới nơi lập tức phóng thẳng vào mi tâm bọn họ, đánh tan hắc khí. Tám lão già rùng mình, ánh mắt trở nên trong sáng đứng lên. Ánh mắt đầu tiên là khi thấy vương lâm đang nổi giận liếc mắt nhìn mình, khiến cho cả tám người run rẩy. Ngay lập tức một người kêu lên thất thanh, vương lâm lão tổ. Bảy người còn lại cũng đều không kìm được sự xúc động. Lời nói vừa dứt, trên mặt đất đám tu sĩ đang nhìn đều biến sắc, không dám tin vào tai mình. Trái lại hậu nhân vương gia đều có thần sắc quỷ dị, chỉ có một ít xuất hiện chút dao động. Đúng lúc này trên bầu trời, một làn sương mù tràn ra từ mi tâm của tám lão già dung hợp lẫn nhau biến thành một mảng xà hơn 10 trượng. Nó trống lên giận dữ nhằm hướng Vương Lâm phóng tới. Lúc này, tháp sơn tiến lên, vung quyền đấm vào không trung một tiếng nổ long trời lở đất vang lên mảng xà nổ tung. Tháp Sơn thu quyền lui về phía sau Vương Lâm, nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên sát khí. Hắn nâng tay phải lên rồi ấn xuống phía dưới một cái. Ngay tức khắc, mặt đất trước hoàng cung vang lên những tiếng động ầm ầm, rồi lõm xuống. Từ trong đó lập tức bay ra một người. Người này thân thể trần trụi mái tóc dài trên đầu tung bay. Hắn nhìn chầm chầm Vương Lâm trên bầu trời, đồng tử trong mắt co lại dám dùng hậu nhân của ta chăn nuôi oán linh ngươi muốn chết âm thanh vương lâm lạnh như băng vừa nói hắn vừa bước tới trên tay phải xuất hiện một tia chớp bắn thẳng về phía nam tử nam tử biến sắc hắn vốn tưởng rằng mình đã ẩn núp kỹ càng không nghĩ rằng lại bị phát hiện hắn nhanh chóng lui ra phía sau tu vi hắn vượt xa các tu sĩ trên chu tức tinh đã đạt tới cảnh giới âm hư nhưng cũng phải chấn động tinh thần. Hắn lui về phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn về nữ tử y phục rực rỡ bên cạnh nam tử mặc long bào phía trong đại điện. Nữ tử y phục rực rỡ kia lạnh lùng nhìn vương lâm đang ra tay với nam tử. Nàng cất tiếng hừ lạnh rồi không chút do dự nâng tay phải lên đang muốn thi triển thần thông. Nhưng đúng lúc này, vương lâm đang truy kích nam tử mình trần kia, dưới chân lập tức nổi lên gợn sóng rồi trong nháy mắt biến mất. Sự biến mất của đối phương khiến nam tử kia không khỏi ngẩn người, nhưng rồi hắn không chút do dự nhanh chóng bỏ chạy. Một tia sáng lóe lên trong mắt, tháp sơn đang muốn đuổi theo thì đồng tử đầu to lại nhanh hơn hắn một bước. Cả điểm một nụ cười ngây ngô mà đuổi theo. Về phần nữ tử y phục trực trở kia cũng đồng dạng ngẩn ra nhưng lập tức biến sắc, đang định xông về phía trước nhưng đã muộn. Vương Lâm đã xuất hiện trong đại điện ngay cạnh người, lôi ý lóe lên trong mắt. Hai ngón tay phải mang theo tất cả sự tức giận điểm về phía trước, lập tức giữa trời đất ầm ầm tiếng sấm, vô số tia sét như xuyên qua hư vô ngưng tụ trên đầu ngón tay Vương Lâm. Một chỉ đó như đưa toàn bộ sấm chớp trong thiên địa điểm vào hậu tâm nữ tử kia. Thân hình nữ tử chấn động một cái, rồi phun ra một ngụm máu to. Trên thân thể nàng lóe lên một làn ánh sáng nhiều màu đồng thời trên thiên linh cái xuất hiện một con mãng xà màu đen cực lớn xoay quanh chỉ có điều con mãn xà vừa xuất hiện liền lập tức tan biến sắc mặt nữ tử tái nhật một kích kia sau khi hủy diệt mãn xà vẫn còn muốn hủy thân thể và nguyên thần nàng nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu của nàng vang lên một tiếng phượng hót một con phượng hoàng nhiều màu xuất hiện vì nữ tử mà cản trở mục kích của vương lâm nàng lui về phía sau đang muốn thi triển thần thông nhưng vương lâm lại nhanh hơn nàng một bước một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh ngón tay chứa đầy sấm sét lại tiếp tục điểm xuống trong tiếng sấm ầm ầm nữ tử lại phun ra máu tươi con phượng hoàng trên đỉnh đầu cũng run rẩy nhanh chóng thối lui nhưng căn bản tốc độ của nàng không thể so sánh với vương lâm trong tích tắc bóng dáng vương lâm giống như quỷ mị liên tục điểm ra bốn chỉ thân mình của nàng chấn đông mãi không thôi bị công kích liên tục khiến cho nàng trọng thương không có lực để trả đòn nhất là khi chỉ cuối cùng hạ xuống con phượng hoàng phía trên thiên linh cái lập tức kêu vang rồi tan biến. Ta là một trong thất phượng của Phượng Loan Tinh. Ngươi dám giết ta?" Nữ tử kinh hoảng, lớn tiếng nói. Nhưng Vương Lâm không hề có ý định dừng lại. Thoáng cái, hắn đã xuất hiện phía sau nữ tử. Sát khí trong mắt chợt lóe, song chỉ tay phải bắn ra hai đạo khí đen trắng điểm vào vai phải nàng. Hai luồng khí đen trắng truyền vào trong thân nàng. Một tiếng nổ ầm vang lên thân thể nàng nổ tung. Nguyên thần lao ra đang muốn chạy trốn. Vương Lâm không nghĩ ngợi nhiều, tay phải đặt lên nguyên thần nữ tử, thi triển sư thần thuật. Nàng ta run rẩy, kêu lên thảm thiết. Từng cảnh tượng trong trí nhớ bị Vương Lâm lôi ra ngoài. Càng xem, sắc mặt Vương Lâm càng âm trầm, tới cuối cùng ánh mắt của hắn chẳng khác gì tảng băng. Tay phải nhấn mạnh xuống một cái, lập tức nguyên thần nữ tử nổ tung hóa thành một quả cầu nguyên khí bị Vương Lâm hút vào trong miệng hắn đã sớm nhận ra nữ tử này có vấn đề. Mặc dù nàng đã cố hết sức che giấu tu vi nhưng Vương Lâm cũng vẫn thấy rõ. Tu vi của nàng ta đạt tới cảnh giới Dương Thật. Nếu không phải có Phượng Linh hộ thân thì một đạo lôi ý liền giết chết. Nếu nàng không ở nơi này, xung quanh có nhiều tộc nhân Vương gia. Hơn nữa Vương Lâm cũng đã nhận ra, hắc khí ở Mi Tâm tộc nhân Vương gia như có liên quan với nữ tử này hiển nhiên sinh tử của bọn họ bị nữ tử tại đây khống chế. Không phải vì những điều đó thì khi Vương Lâm vừa xuất hiện đã giết chết nàng ngay lập tức. Việc bức nam tử mình trần lên chỉ để phân tán sự chú ý của nàng, sau đó mới nhân cơ hội ra tay. Tại khoảnh khắc nữ tử bỏ mạng, trong đại điện, tộc nhân Vương gia liền có hơn một nửa phun ra máu tươi, hai mắt ảm đạm ngã xuống đất tử vong. Những người còn lại thì hắc khí tại mi tâm lập tức tiêu tan. Hai mắt khôi phục vẻ trong sáng nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt tất cả đều không giấu được sự xúc động. Tất cả đều quỳ xuống vẻ mặt xấu hổ. Mỗi một người trong vương gia, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, trong đó quan sát các bức họa tổ tiên gia tộc là một chuyện được chú ý nhất. Hình dáng của Vương Lâm đã in sâu vào trong đầu của mọi người. Vì vậy mà sau khi tỉnh chỉ thoáng qua một cái liền nhận ra Vương Lâm. Vương Lâm đối với bọn họ không hề có gì xa lạ một người tiếng tâm lừng lẫy. Thậm chí trong đại vương triều sở dĩ có nhiều tu sĩ trợ giúp như vậy là bởi vì trong vương gia bọn họ có một vương lâm. Lão tổ chúng ta đã sai lầm, tám lão già kia đều quỳ trên mặt đất. Ánh mắt vương lâm dừng ở trong đại điện, nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên mặt long bào cũng quỳ trên đất lạnh giọng nói, các ngươi đúng là có sai. Ngay cả người có phải là tộc nhân vương gia hay không cũng nhìn không rõ. Người đàn ông trung niên kia tái mặt vương lâm hừ lạnh một tiếng âm thanh này như tiếng sấm lập tức khiến cho nam tử kia hôn mê bất tỉnh lời nói của vương lâm khiến cho đám tộc nhân vương gia xung quanh ngẩn ngẩn người sắc mặt cả đám trở nên âm trầm ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú hướng về trên người đàn ông trung niên đang bất tỉnh kia thở dài một tiếng vương lâm hướng về tu sĩ xung quanh vẫn đang nhìn ôm quyền trầm giọng nói các vị đạo hữu đa tạ chư vị sư môn đã chiếu cố cho vương gia mấy năm nay những tu sĩ kia vội vàng cung kính. Sau một phen dặn dò, thần thức Vương Lâm tản ra xác định trong đô thành không còn người của Phượng Loan Tinh. Hắn chỉ tay vào một lão già hậu nhân Vương gia đang quỳ trên mặt đất nói, "Việc ở đây, các ngươi tự giải quyết. Ngày sau, ta sẽ trở về." Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàng quang. Từ ký ức của nữ tử thuộc Phượng Loan Tinh kia, hắn biết được rất nhiều chuyện. Lần này hắn muốn đi xử lý một chút. Phượng Loan Tinh Thi âm tông làm thế với hậu nhân vương gia thì đừng trách vương mổ làm việc tàn nhẫn. Trong mắt vương lâm lóe lên sát khí. Lúc này đây, hắn thật sự nổi giận. Theo ký ức nữ tử Phượng Loan Tinh, vương lâm biết được đối phương đúng là một trong trong thất phượng của Phượng Loan Tinh, đồng thời cũng là người của thi âm tông. Lần này thi âm tông phái đến chu tức tinh một đại trưởng lão, thân phận hắn so với tôn thái năm đó không khác biệt nhiều, nhưng tu vi lại vượt xa tôn thái. Thi âm tông Năm đó, khi Tôn Thái sắp qua đời, từ miệng của ông ta, Vương Lâm nghe thấy không ít bí văn. Ví dụ như sưu tập oán khí, chăn nuôi oán khí. Đó là các nhiệm vụ mà Thi âm Tông phân ra cho các chi nhánh thực hiện. Trong ký ức nữ tử phượng Loan Tinh Vương Lâm còn biết được ở trong Đại Vương Triều gần như mỗi thành trì đều có người của Thi âm Tông tồn tại. Chúng giống như một cái lưới lớn bao vây Đại Vương Triều chặt chẽ, không ngừng mà phát ra oán khí, sưu tập oán khí, chăn nuôi oán linh. Giờ phút này việc mà Vương Lâm phải làm là tiêu diệt toàn bộ những người đó, đồng thời nhổ tận gốc thi âm tông tại Chu Tước Tinh. Kỳ thật mặc dù không có sự việc lần này, Vương Lâm cũng chuẩn bị đi thi âm tông một chuyến. Trong lòng đất dưới thi âm tông, thi thể khổng lồ của cự ma tộc cùng với một tia thần thức mỏng manh khiến cho hắn không giữ được bình tĩnh. Chính là không biết khoảng trăm năm sau, thân thể cự ma tộc kia có sống lại hay không. Phía xa, đồng tử đầu to trở về trong tay dẫn theo một người hắn mỉm cười một cách ngây ngô nhìn về phía vương lâm giết nguyên thần đưa cho ta vương lâm lạnh lùng nói sau đó hắn bay lên trời tháp sơn theo sát ngay sau đó đầu to liếm liếm môi tay phải nhấn xuống lập tức người trong tay nổ tung nguyên thần hắn bị đầu to nắm trong tay bay về phía vương lâm một hồi kịch biến ở trong chu tức tinh từ khi Vương Lâm trở về diễn ra rất nhanh. Khoảng cách gần đại vương triều nhất chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm thành quan trọng, chúng nằm xung quanh đô thành cách khoảng 10 vạn dặm, có vô số binh sĩ đóng quân. Với tốc độ của Vương Lâm chỉ cần nhấc chân một cái là đã tới kim thành. Tuy nhỏ hơn đô thành nhưng cũng rất xa hoa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy mức độ phồn vinh trong thành như thế nào nhưng sự phồn vinh đó cũng làm cho oán khí càng đậm. Oán khí ở trong thành ngưng tụ giữa không trung giống như ngọn lửa ma không ngừng bốc lên cao, lơ lửng, chập chờn giữa không trung. Tới gần thành, thần thức của Vương Lâm tỏa ra xem xét từng chút một. bất chợt, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng rồi tất tiếng hừ lạnh. tiếng hừ lạnh vừa vang lên lập tức bên trong thành liền có ba chỗ bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ. chỉ thấy thành chủ đang khoanh chân ngồi bên trong phủ lập tức thân mình chấn động rồi gục xuống, máu thịt văng khắp nơi. Mặt khác ở hai địa phương kia cũng đồng dạng như thế. Thần sắc vương lâm lạnh như băng xoay người rời đi. Tốc độ hắn rất nhanh căn bản là không để cho người của thi âm tông ẩn nấp trong đại vương triều chút cơ hội chạy trốn. Hắn nhanh chóng đảo qua bốn thành một, thủy, hỏa, thổ khiến cho từ bên trong thành lập tức liền có thân thể nổ tung. Làm xong những việc đó, vương lâm không dừng lại tiếp tục đi tới thần thức của hắn bao phủ tất cả thành trì của Đại Vương Triều. Chỉ thấy từ trong các thành trì một đám đệ tử thi âm tông kinh hoảng bay ra chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa mới bay ra, bên tai mỗi người chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Thân mình mỗi người đều chấn động mạnh. Thân thể lập tức bị tu vi khuy niết phát ra thần thức đánh cho nát vụn. Những tiếng nổ vang vọng trong đại vương triều, một đám đệ tử thi âm tông miệng phun ra máu tươi, thân thể tan rã ngay cả nguyên thần bọn họ cũng đều bị tan nát hóa thành từng luồng linh lực dung nhập vào trong mặt đất trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho chu tước tinh những cảnh tượng bất thình lình xảy ra khiến cho dân chúng trong đại vương triều kinh hoảng bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì chỉ liên tục suy đoán sau khi thần thức đảo qua tất cả thành trì của đại vương triều khiến cho một đám đệ tử của thi âm tông bỏ mạng sắc mặt của vương lâm càng thêm âm trầm từ trong trí nhớ của nữ tử kia Hắn biết được trong có rất đông đệ tử Thi Âm Tông ở Đại Vương Triều Sưu Tập Quán Khí, gần như mỗi thành trì đều có tế đàn chăn nuôi oán linh. Không chỉ có Chu Tức Tinh mà trong tinh vực Liên Minh đều có cơ sở của Thi Âm Tông tồn tại. Sưu Tập Quán Khí. Nữ tử Phượng Loan Tinh kia tuy cũng là đại trưởng lão. Đáng lẽ với cấp bậc của Chu Tức Tinh căn bản sẽ không phái nàng tới đây. Chỉ có điều lúc này đây trong tinh vực Liên Minh tổng bộ thi âm tông chỉ định một tu sĩ cảnh giới dương thực tới đây đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão. Vì vậy mà nhiệm vụ đó mới dành cho nàng. Điều đó Vương Lâm cũng không để ý, điều khiến hắn thực sự cảm thấy việc này kỳ quái chính là nơi nữ tử này đi vào. Khi ở Chu Tức Tinh, nàng đã từng nhận được từ tổng bộ thi âm tông ở tinh vực liên minh một mật lệnh. Mật lệnh này bất kể Vương Lâm tìm kiếm như thế nào trong trí nhớ của nàng đều không thấy một chút dấu vết điều này chỉ có thể nói lên một việc người đưa ra mật lệnh đó có tu vi thần thông cao hơn tu vi của vương lâm khiến cho hắn mới không thể tìm ra chỉ có điều thông qua một chút dấu vết để lại vương lâm suy nghĩ một lát cũng có một chút manh mối đầu tiên với thân phận và tu vi của nữ tử phượng loan tinh quyết sẽ không trở thành thị thiếp phàm nhân một khi đã như vậy thì vì sao nàng phải sông bên trong hoàn thành cho dù là muốn khống chế thì với tu vi của nàng có thể dùng nhiều phương pháp thi triển thật sự không cần phải tự mình đi hoàn thành. Còn nữa, nữ tử này tới chu tức tinh không lâu, không đủ tư cách tiến vào hoàn thành. Nhưng 10 năm trước ở trong trí nhớ nàng, cảnh tượng trước khi tiến vào hoàn thành hoàn toàn trống rỗng giống như bị người ta lấy đi. Không biết nguyên nhân vì sao nhưng Vương Lâm thông qua một mặt khác của nàng, thoáng phát hiện được nữ tử này sở dĩ đi hoàn thành là vì tránh né cái gì đó. Mười năm qua nàng ở trong hoàng thành vẫn rất cẩn thận ẩn giấu tu vi. Mười năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với nàng khiến cho nàng phải chạy trốn vào trong đám phàm nhân tới bên trong hoàng thành mượn nơi này tránh né. Hơn nữa, tránh ở bên trong hoàng thành có hay không bị người khác phát hiện. Vương Lâm nhíu mày trầm ngâm một lát rồi không hề suy nghĩ mà lại tản thần thức ra khắp chu tức tinh tới mỗi một cái tu chân quốc tìm kiếm sơn môn của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông là một tổ chức khổng lồ. Không nói ở các tinh cầu khác, chỉ riêng trên chu tức tinh này trong trí nhớ của Vương Lâm năm đó có vô số chi nhánh gần như mỗi cái tu chân quốc đều có sự tồn tại của thi âm tông. Nhưng giờ phút này thông qua ký ức của nữ tử Phượng Loan Tinh kia, Vương Lâm cũng biết được sau khi nàng đến, thi âm tông liền được chỉnh đốn mạnh mẽ. Toàn bộ tập trung tại một chỗ, trở thành tổng bộ thi âm tông trên chu tước tinh. Điểm đặc biệt ở đây chính là tổng bộ mới này đặt ngay tại Triệu Quốc, cũng chính tại nơi thi âm tông của Triệu Quốc ở ngày đó dọn sạch người của thi âm tông trong các thành trì, Vương Lâm lạnh lùng đi thẳng đến tổng bộ thi âm tông ở Triệu Quốc. Tốc độ hắn rất nhanh chẳng mất bao lâu đã tới được thi âm tông Triệu Quốc. Mấy trăm năm không tới nơi này, lần này trở về Vương Lâm nhìn chầm chầm mặt đất phía trước, bình nguyên đầm lầy dần dần hiện ra, trong mắt hắn hàng quan chợt lóe, nhẹ nhàng nói, thú vị. Không ngờ có không ít trận pháp cấm chế. Tháp sơn xới nơi này lên cho ta. Vương Lâm bình tĩnh nói. Tháp Sơn lạnh lùng bước ra vài bước, chẳng thèm để ý đầm lầy dưới chân, nắm tay phải đấm thẳng xuống phía dưới, một tiếng nổ vang lên, đồng thời mặt đất trung chuyển dữ dội. Bình nguyên bằng phẳng xung quanh đầm lầy, dưới sự chấn động của mặt đất cũng biến thành bùn nhão. Trong nháy mắt, mặt đất nơi đây giống như bị người ta xới lên vậy. Hào quang của vô số trận pháp cấm chế trong phút chốc lóe lên, những cấm chế đó đối với tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh mà nói có thể là trí mạng, nhưng đối với tháp sơn lại không hề có tác dụng một quyền đánh xuống hào quang của cấm chế lập tức vỡ nát hóa thành nhiều điểm sáng rồi tiêu tán mặt đất trung chuyển ở giữa nước ra một khe thật lớn bên trong có một mật đạo vương lâm bay về phía trước rồi bước vào giữa mật đạo phía sau hắn là tháp sơn còn đồng tử đầu to hứng thú nhìn bốn phía một lát rồi cũng đi theo ngay sau đó bước đi trong mật đạo vương lâm cảm thấy bồi hồi mấy trăm năm trước hắn đã từng tới đây hai lần lúc đó mỗi lần đều phải rất cẩn thận nhưng hôm nay bước vào đây loại hoàn toàn khác hẳn thần thức vương lâm tản ra phong tỏa toàn bộ hết tất cả các vị trí trong thi âm tông tới nơi này đầu tiên hắn đi tìm thi âm tông cũ bất kể là năm đó hay hiện tại đối với thi âm tông vương lâm chưa bao giờ có một chút hảo cảm càng không cần phải nói chúng lấy hậu nhân vương gia để nuôi dưỡng oán linh Vương Lâm đối với đám hậu nhân hơn 10 đời cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng những người đó dù sao cũng có huyết mạch của vương gia, không thể để cho người ta ức hiếp như vậy. Hiện tại, hắn rất giận dữ. Trên đường đi phàm là nơi thần thức của vương lâm quét qua, tu sĩ thi âm tông đều nổ tung mà chết. Số lượng tu sĩ của thi âm tông không ít, cả đám kinh hoảng đang muốn bỏ chạy nhưng dưới sự phong tỏa của thần thức vương lâm những người này căn bản có trốn cũng không thoát được một lúc, đột nhiên ở giữa mật đạo phía trước, một đạo kiếm quang lóe lên nhanh chóng hướng thẳng vương lâm mà đến. trong kiếm quang này ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, người tới tu vi hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. kiếm quang lao tới khiến cho trong thông đạo vang lên những tiếng rít. vương lâm lạnh lùng, tay phải tùy ý chỉ về phía trước, lực lượng trong cơ thể liền lưu chuyển, lập tức khoảng không phía trước xuất hiện gần sóng nó vừa mới khuyết tán lập tức màn kiếm quang đang bay tới kia liền tan vỡ. Một tiếng hừ vừa mới vang lên, liền bị những gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay vương lâm cuốn trôi. Nhưng tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Kẻ đánh lén kia chẳng những không lùi mà ngược lại còn lao ra với tốc độ nhanh hơn, tay hắn bấm quyết, niệm thần chú thẳng hướng vương lâm mà đến. Vương lâm đã sớm thấy được dung mạo của kẻ đánh lén. Người đó gầy đét như một cái thây khô, trên người vẽ rất nhiều ký hiệu. Từ thân thể hắn lại tỏa ra một mùi vị tanh tưởi, hai mắt hôn ám giống như đã mất đi thần trí. Nhìn người này Vương Lâm thoáng cảm thấy được một chút nguy hiểm. Trầm mặt một lát, Thay Khô kia đã tới gần sát bên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm than một tiếng, chân phải đá về phía trước một cước. Lập tức liền có tiếng nổ vang lên. Một cước vừa trúng Thay Khô, thân mình người này lập tức chấn động, hai chân nhanh chóng bắt đầu nát vụn. Quá trình đó lan ra nhanh chóng, trong nháy mắt thay khô tiêu tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt tiêu tan, hai mắt hắn có một khoảnh khắc thanh tĩnh nhìn Vương Lâm hốt hoảng, chỉ có điều tiếp theo đó đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ, đang an nhàn lại trở thành thi khôi cho người ta sai khiến. Vương Lâm thở dài đi tiếp về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, phía trước có nhiều vị trí có người đánh lén chỉ có điều cũng tan biến. Những người đánh lén đó cũng đều là thi khôi. Theo thông đạo, Vương Lâm đi tới tổng bộ thi âm tông. Một cái hang động đá vôi ngầm thật lớn xuất hiện trước mặt. Mới đến đây hai mắt Vương Lâm nhìn xa xa phía trước, ánh mắt của hắn phản phất có thể nhìn xuyên qua hang động đá vôi kéo dài vô hạn này. Ở phía xa, giờ phút này, trên tám cái truyền tống trận thật lớn có vô số các tu sĩ thi âm tông. Trận Pháp vừa động bóng dáng bọn họ đang ở đó chậm rãi biến mất. Không xong. Vương Lâm mở miệng nói. Thần thức đảo qua, trên tám truyền tống trận có tám trận pháp vừa xuất hiện liền lập tức tan biến trong phút chốc liền có ba cái truyền tống trận nổ tung đám đệ tử thi âm tông đang chuẩn bị chạy trốn liền bị cuốn vào trong khe nứt không gian biến mất không thấy nữa cùng lúc đó năm cái truyền tống trận kia cũng lần lượt nổ tung cuối cùng không có một tên đệ tử thi âm tông nào có thể chạy thoát bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai tu sĩ khuy niết nếu muốn diệt một môn phái không cần phải đổ máu tanh thường thường chỉ cần thần niệm tỏa ra liền có thể làm cho một môn phái biến mất. Điểm này cho dù là âm hư hay dương thực cũng đều không làm được. Dù sao âm hư và dương thực chẳng qua là cảnh giới quá độ. Mà tu sĩ Khuy Niết mới thực sự thuộc vào bước thứ hai. Bắc Huyền. Toàn bộ bên trong tổng bộ của Thi Âm Tông hoàn toàn im lặng. Trong màn tĩnh lặng này, chỉ có tiếng bước chân chạm đất kêu sột soạt từ từ truyền đến, khiến cho nơi đây bị bao phủ trong một sự âm trầm nồng đậm hai chân vương lâm bước trên mặt đất đi về phía trước xuyên qua từng hang động đá vôi thần sắc hắn như thường không có một chút thay đổi theo lộ trình trong trí nhớ dần dần đi tới chỗ sâu trong thi âm tông này hắn nhìn vách tường bị phong kín ở phía trước phía trên mặt không nhìn ra manh mối gì vương lâm nhớ rõ năm đó ở nơi này có một cửa động bên trong đó là chỗ mình đã từng ngồi xuống tu luyện bí quyết hoàn tuyền bước chân không hề dừng lại vương lâm đi về phía vách tường kia khi thân mình hắn tới gần vách tường phía trước lập tức nhanh chóng xuất hiện một cái khe ngay khi vương lâm đi đến cái khe mở rộng ra vách tường sụp đổ giống như bị một sức mạnh quỷ dị đang không ngừng đẩy mạnh tiếng động ầm ầm vang lên dường như không có gì ngăn cản vương lâm tiến về phía trước khi hắn tiến lên những vách đá phía trước tầng tầng lớp lớp sụp đổ tự động mở ra một thông đạo cảnh tượng quỷ dị này nếu có tu sĩ nhìn thấy chắc chắn tâm thần kịch chấn cho dù là âm dương hư thực tu sĩ muốn làm được điều này tuy có thể nhưng cũng có một chút khó khăn chỉ có khuy niết tu sĩ đại thần thông chân chính đạt tới bước thứ hai đã chạm tới ranh giới của quy tắc mới có thể làm được chuyện này một cách ung dung như vậy tiếp tục đi tới vương lâm đã đến chỗ năm đó đã ngồi xem xung quanh bốn phía thần sắc hắn có một chút thất vọng trầm ngâm một lát vương lâm đi về phía trước bên trong vô số lỗ nhỏ trên vách tường phía trước tản mát ra từng trận hàng khí nhưng hàng khí này so với năm đó đã yếu đi không ít trong lúc đi về phía trước từng vách tường sụp đổ vương lâm không dừng lại một chút nào thủy chung vẫn tiến tới không lâu sau đi tới chỗ sâu nhất của thi âm tông nơi này là một hang động đá vôi ngầm khổng lồ một quan tài to vài trăm trượng yên lặng trôi lơ lửng giữa không trung trong hang động cứu ta thanh âm mỏng manh ngay khi vương lâm bước vào nơi này bỗng nhiên vang lên thanh âm này vương lâm rất quen chỉ có điều ngay khi thanh âm này vang lên liền đột nhiên ngừng lại một lúc sau thanh âm kia lại vang lên nhưng này còn mang theo một vẻ khiếp sợ ngươi ngươi là tu sĩ năm đó trong thanh âm kia lộ ra một sự hoảng sợ không thể tin nổi vương lâm thần sắc như thường đến gần quan tài khổng lồ kia liếc mắt nhìn quan tài này thoạt nhìn rất bình thường nhưng thực tế lại có vô số cấm chế tràn ngập. Cấm chế này không đơn giản, trùng trùng điệp điệp, tản mát ra uy áp hùng mạnh. Với tu vi của Vương Lâm năm đó chỉ cần tới gần nơi này liền tâm thần chấn động, cũng không rõ vấn đề ở nơi này. Nhưng tu vi của Vương Lâm lúc này đủ để khiến hắn nhìn ra toàn bộ trận pháp cấm chế phát ra từ trên quan tài này. Không thể nào. Sau mấy trăm năm, làm thế nào mà ngươi lại có được tu vi bậc này, đây, đây bên trong thanh âm kia truyền ra sự khiếp sợ vô cùng hiển nhiên là hắn nhận ra được vương lâm chính vì nhận ra được cho nên mới khiếp sợ như vậy hắn nhớ rất rõ tu sĩ trước mắt đã từng tới nơi đây hai lần lần đầu tiên chẳng qua là một trúc cơ tu sĩ hắn cũng không để ý với tu vi trúc cơ kỳ hoàn toàn không có khả năng trợ giúp hắn mất trăm năm sau tu sĩ này lần thứ hai đi đến khi đó hắn đã tiếp cận đến tu vi anh biến sau khi đi vào nơi này đã lấy máu của mình sự cầu cứu của hắn tu sĩ này hoàn toàn không để ý tới thậm chí hắn còn cố gắng hết sức kéo dài thời gian hắn còn nói muốn tự nguyện trở thành vật cưỡi của tiểu tu sĩ kia để dụ dỗ nhưng cuối cùng bởi tiểu tu sĩ kia quá mức cẩn thận nên hắn đã không thể thoát ra việc này hắn vẫn còn tức giận trong lòng nhưng cũng không có cách nào nhưng lúc này tu sĩ kia lần thứ ba lại đến cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động kịch liệt. Hắn không nhìn thấu được tu vi của đối phương. Chưa nói tới người này, ngay cả hai tu sĩ hình như là thuộc hạ đi theo sau hắn, hắn cũng nhìn không thấu. Hắn chỉ cảm thấy được trên người ba người này có một luồng khí tức làm cho tâm thần hắn chấn động. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, cẩn thận nhìn thoáng qua quan tài này, nâng tay phải lên, tùy ý điểm về phía trước. Đầu ngón tay điểm lên quan tài, một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên, hàng loạt vết nứt từ chỗ đầu ngón tay của vương lâm chỉ vào lập tức điên cuồng tràn ra gần như trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ quan tài cảnh tượng này đối vương lâm mà nói rất là nhẹ nhàng nhưng ở bên trong thần thức của lão tổ cự ma tộc kia cũng là hoảng sợ không ngừng ngay khi vương lâm nâng đầu ngón tay lên quan tài to lớn trăm trượng này lập tức vỡ tan hướng về bốn phía tan rã một màn sương trắng lớn từ bên trong tràn ra tràn ngập bốn phía bên trong màn sương trắng một thi thể đàn ông vô cùng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, làn da của thi thể này có một màu xanh như sắt, không hề có một chút rạn nứt như cổ thần, làn da hắn giống như là một mặt kính bóng loáng. Trên thi thể này giải đầy một loại cây màu xanh tím, cái cây này không ngừng nhúc nhích. Theo sự nhúc nhích của những cái cây này, thân thể người khổng lồ này rõ ràng héo rút đi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục trở lại như thường. Cứ tuần hoàn như vậy, lặp đi lặp lại, màn sương âm hàng màu trắng nhanh chóng từ trên cái cây tràn ra trên mi tâm của người khổng lồ kia còn có một dấu ấn hình chiếc búa lờ mờ thi thoảng lại lóe ra cứu ta tiền bối hãy cứu ta lôi cát ta cam nguyện trở thành vật cưỡi của tiền bối xin tiền bối hãy cứu giúp thần niệm của người khổng lồ này lập tức yếu ớt truyền ra không còn một chút quỷ kế nào hoàn toàn thành thật vương lâm nhìn thoáng qua cái cây màu xanh tím quấn quanh người lôi cát Hắn biết gốc rễ cái cây đã sinh trưởng bên trong thân thể này, theo thời gian, chỉ sợ sau mấy trăm năm nữa, người này sẽ bị hút đi toàn bộ sức sống, trở thành một thi hài. Cự ma tộc ngươi có bao nhiêu tộc nhân bị thi âm tông bắt? Vương Lâm bình tĩnh nói. Tiền bối, trên chu tức tinh này chỉ có một mình ta, nhưng trong liên minh tinh vực thì ta không biết được. Thế hệ nào của cự ma tộc cũng có rất nhiều tộc nhân bị thi âm tông bắt đi. Thi âm tông bọn chúng rất thích thân thể của cự ma tộc ta. Nhưng thân thể của cự ma tộc nếu đoạt xá một cách bình thường thì thiên phú thần thông sẽ tiêu tan. Mục đích của thi âm tông bọn họ chính là tiến hành đoạt xá trong trạng thái bảo lưu được thiên phú thần thông. Bụi cây màu xanh tím trên người ta chính là một loại cây kỳ dị mà thi âm tông tìm được, có thể làm hao tổn sức sống của ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thiên phú thần thông. Như thế bọn họ sẽ có thể tiến hành đoạt xá một cách trọn vẹn nếu không phải tu vi của vương lâm đã đạt tới như hiện tại lôi cát quả quyết sẽ không nói sự thật ra như vậy nhưng lúc này hắn cũng không chút do dự nói ra trong tu chân giới thực lực quyết định hết thảy ánh mắt vương lâm lóe lên nhìn thoáng qua lôi cát tay phải tùy ý chụp một cái lập tức lôi cát thân mình kịch chấn bụi cây màu xanh tím trên thân thể hắn lập tức nhúc nhích dữ dội gần như trong nháy mắt chỉ thấy những cành cây này lần lượt bị rút ra trong lúc nhúc nhích nhanh chóng co rút lại, một luồng uy áp hùng mạnh bỗng nhiên tràn ra bốn phía. Vương Lâm nhíu mày nhìn đám cành cây màu xanh tím kia. Chỉ thấy đám cành cây này co rút lại hết sức, phát ra từng trận những tiếng rít, sau khi chúng bị rút ra chỉ khoảng nửa khắc, một cái cây to lớn hơn 10 trượng cực kỳ dữ tận xuất hiện giữa không trung. Cái cây này đã nở hoa, nhưng lúc này những đóa hoa nở ra hết sức, bên trong bất ngờ xuất hiện hàng loạt gai nhọn cùng với một lượng lớn chất nhầy chảy xuống từng cành cây nhưng thể những xúc tu kéo dài ra, trong đó có hai bộ phận nối liền với lôi cát, một bộ phận khác đang đung đưa, ở trên đỉnh đầu nứt ra một lỗ hổng, trong lúc mở ra cũng có gai nhọn ở bên trong. Tiếng triết cào chói tai vang vọng, hóa thành một cơn gió lốc điên cuồng hướng về Vương Lâm tấn công. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng. Bên trong loại cây kỳ dị này cũng có thần thức tồn tại, vật này quyết không phải là một loại cây đơn giản. Tiền bối, Bên trong cái cây màu xanh tím này có thần thức của một phó điện chủ của thi âm tông. Thân thể của ta chính là chuẩn bị cho phó điện chủ đó, nếu tiền bối không tới chỉ sợ qua mấy trăm năm nữa, khi sức sống của ta bị hấp thụ toàn bộ, hắn sẽ không còn có gì trở ngại mà có thể chiếm cứ lấy thân thể của ta. Thần niệm của lôi các càng thêm suy yếu, nhưng vẫn cố giải dụ nói. Vương Lâm nghe thấy lời này, liền nghĩ, thi âm tông chủ yếu là buôn bán thân thể xác thịt, trong đó, Thân thể tốt nhất hiển nhiên là của cổ thần. Nhưng lúc này, thân thể của cổ thần thật sự quá ít, vì thế, mục tiêu tiếp theo của Thi Âm Tông chính là thân thể của cự ma tộc. Có được thân thể này, phối hợp với thần thông của tu sĩ, sức chiến đấu như vậy, tu sĩ bình thường quyết không có thể chống cự. Có thể tưởng tượng được nếu như một quy niết tu sĩ có được một thân thể có sức mạnh như vậy, thần thông không thể làm tổn hại, lại còn có thiên phú thần thông cho dù là ta giao chiến với hắn cũng tuyệt không có mười phần nắm chắc trừ phi hợp thể với bổn tôn sắc mặt vương lâm âm trầm bí ẩn của thi âm tông quả thật rất nhiều hắn không biết việc lấy thân thể của cự ma tộc để đoạt xá có phải là một việc trọng điểm trong thi âm tông hay không nhưng cho dù thế nào thông qua việc này bức màn che mặt thần bí của thi âm tông rốt cuộc cũng đã bị vương lâm vén lên một chút khi đại quân tu sĩ của la thiên tinh vực tới gần Vương Lâm tin rằng cuối cùng toàn bộ bí mật của thi âm tông đều sẽ được làm sáng tỏ. Trong tiếng riết gào chói tai, cái cây yêu dị liền tấn công tới, từng cái xúc tu điên cuồng hướng về Vương Lâm cuốn lấy, định xé nát Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, há mồm khẽ phun, lập tức phong tiên ấn biến ảo hiện ra, trong nháy bắt phóng đại, bên trong lóe ra kim quang. Hơn 10 vạn ký hiệu màu vàng lóe lên, hướng về cái cây phong ấn kia đánh tới. Phong tiên ấn ầm ầm đè xuống, làm nổi lên một cơn lốc hướng thẳng đến cái cây kia. Vương Lâm lại nâng tay phải lên, hai mắt ẩn chứa lôi ý, lập tức từng đạo lôi quang từ trong hư vô xuất hiện hướng về tay phải Vương Lâm ngưng tụ. Nắm trong tay lôi lực của thiên địa, hết thảy lôi đình đều do mình sử dụng, lôi quang lóe ra, trên tay phải của Vương Lâm xuất hiện một lôi cầu màu tím. Hắn đưa tay về phía trước, lập tức lôi cầu này bay ra, hướng thẳng đến cái cây kia. Lúc này vô số dấu ấn hoàng kim tràn ngập cái cây khổng lồ kia, theo phong tiên ấn trong nháy mắt hạ xuống. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, tiếng nổ này kinh thiên động địa, bốn phía hang động đá vôi này chấn động, lập tức xuất hiện những vết nứt lớn, vô số khối đá rơi xuống, từng trận bụi đất dâng lên. Ngay khi phong tiên ấn hạ xuống, lôi cầu lại trực tiếp tới gần, một tiếng nổ ầm ầm nữa lại vang lên, từng tiếng rít gào phẫn nộ từ trong cái cây kia truyền ra toàn thân cái cây này có nhiều chỗ tổn hại, trong lúc lôi quang qua lại có vô số dịch nhầy văng khắp nơi, lôi cát ở phía dưới lập tức bị dứt bỏ khỏi cái cây này, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Là ai, đã làm ta thức tỉnh khi đang ngủ say? Ngươi phải trả giá bằng mạng sống. Một thanh âm âm trầm bỗng nhiên từ trong cái cây này chậm rãi truyền ra. Ngay khi thanh âm này vang lên, một luồng khí tức khuy niết lập tức tràn ngập bên trong hang động đá vôi, hình thành một cơn lốc xoáy quét ngang ra, đánh văng những dấu ấn phong ấn trên thân cái cây kia. Chỉ thấy trên cái cây đã bị hư hại kia xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Đây là thân ảnh một người mặt hắc bào, cả thân thể bị bao bọc trong một màn sương đen tràn ngập. Thần sắc vương lâm thủy chung vẫn bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh mặt hắc bào kia một cái, lạnh giọng nói, chỉ là một nguyên thần khuy niết, ta muốn xem ngươi làm thế nào để bắt vương mổ ta trả giá bằng sinh mạng. Vương lâm nâng tay phải bấm quyết, chỉ ra một cái, lập tức thú cốt trên mu bàn tay phải biến ảo hiện ra thú cốt này xuất hiện hai mắt lập tức lóe lên u quang trong phút chốc bốn phía nồng đậm sát khí từng mảng ánh sáng màu xám từ những xúc tu của cái cây kia xuất hiện thân ảnh mặt hắc bào kia ngẩng đầu nhìn vương lâm cũng không nhìn đến cái cây kia thân mình bay lên cái cây dưới chân lập tức sụp đổ ầm một tiếng tan rã từng đạo khí màu xanh tím khi cái cây kia tan rã nhanh chóng bay ra rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể của thân ảnh mặt hắc bào kia gần như trong nháy mắt thân mình người này bất ngờ thực chất hóa vương lâm ánh mắt lóe lên tiến lên một bước song chỉ tay phải tạo thành kiếm chỉ về phía trước lập tức liền có vô số đạo lôi đình từ trong hư không biến ảo ra hình thành một cơn lốc lôi đình theo một chỉ của vương lâm điểm tới cơn lốc lôi đình này trong tiếng sấm ầm ầm hướng thẳng đến gần người mặt hắc bào người mặt hắc bào kia ánh mắt âm trầm lập tức lui về phía sau hai tay bấm quyết lập tức tạo nên một bức màn đen hình tròn xuất hiện bên ngoài thân thể lúc này cơn lốc lôi đình tới gần va và chạm vào bức màn đen này tạo nên tiếng nổ kinh thiên vang lên toàn bộ hang động đá vôi vào giờ khắc này sụp đổ trong phạm vi lớn sau trận lôi đình người mặt hắc bào kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng lui về phía sau đạo hữu từ phương nào tới chuyện gì cũng nên từ từ lão phu là lưu thanh vân phó điện chủ của oán điện trong thi âm tông. Người mặt hắc bào kia lúc này trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn vừa mới thức tỉnh, thần trí còn đang mơ hồ, nhưng sau khi tỉnh lại cũng lập tức phát hiện người khiến cho mình thức tỉnh không ngờ là một khuy niết tu sĩ. Nếu hắn còn thân thể thì cũng không đến nỗi sợ, nhưng lúc này lại không có thân thể. Hơn nữa đối phương lại không chỉ có một khuy niết tu sĩ, ở phía sau, đồng tử đầu to kia cũng là một khuy niết tu sĩ, còn có khôi lỗi đại hán kia, tuy không phải là khuy niết, nhưng cũng đã đạt tới đỉnh của dương thực. Ba người này khiến hắn càng nhìn tâm thần càng kịch chấn. Đừng nói giờ phút này không có cơ thể, cho dù vẫn còn thân thể, đối mặt với ba người này, hắn chỉ có một mình, cũng sẽ lập tức bỏ chạy. Trừ phi đoạt xá thành công cơ thể của cự ma tộc kia, lấy thiên phú thần thông đẩy một người đi, lấy sức mạnh của thân thể cự ma tộc chống lại một người, lấy thần thông của bản thân đối phó với người còn lại, nhưng hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Người mặt hắc bào trong lòng cười khổ, vội vàng nói, đạo hữu, việc này sợ là có hiểu lầm, tại hạ vừa mới thức tỉnh, lời lẽ có chút đắc tội, mong đạo hữu chớ để ý, nếu đạo hữu thích thân thể cự ma tộc này, tại hạ sẽ đưa cho đạo hữu, rồi chúng ta kết làm bằng hữu, có được không? Trong lúc nói chuyện, hắn không ngừng lùi về phía sau. Vương Lâm không nói một lời, thân ảnh như điện, trực tiếp truy kích, dưới chân có những gợn sóng lờ mờ nổi lên. Nhìn chầm chầm người mặt hắc bào kia, hai mắt vương lâm lóe lên tinh quang. Khuy niết nguyên thần, hơn nữa lại còn là tịnh niết nguyên thần do suy yếu biến thành, có nguyên thần này, ta chắc chắn sẽ có thể đưa thân thể của tháp sơn đạt tới khuy niết. Lưu Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận, trong lòng kêu khổ, thầm nhủ, chính mình đã chọn chu tức tinh bỏ đi này bởi vì nơi đây đã hẻo lánh, lại không có giá trị gì, sẽ không khiến cho những tu sĩ cùng đẳng cấp với hắn chú ý mà lui tới. Hắn chủ định im lặng mấy ngàn năm, sau khi đoạt xá thành công, sẽ trở lại oán điện tranh giành vị trí chủ điện. Nhưng làm thế nào hắn cũng không ngờ tới vào giây phút cuối cùng khi chuẩn bị đoạt xá lại có những tu sĩ bậc này đi tới. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, lập tức hắn liền nghĩ đến việc này nhất định là âm mưu của một vài phó điện chủ khác của oán điện không biết đã cho ba người này lợi ích gì mà khiến họ đến phá hoại việc đoạt xá của mình hơn nữa thừa dịp lúc này mình chỉ có nguyên thần để hoàn toàn tiêu diệt chết tiệt vì không muốn gây sự chú ý của các phó điện chủ kia lần này ta đã cực kỳ cẩn thận không có đem tu sĩ thủ hạ tới hộ pháp mà chỉ âm thầm thao túng không ngờ vẫn còn có người biết được chỗ của ta lưu thanh vân trong lúc âm trầm cẩn thận lui về phía sau nhìn đám vương lâm ba người càng nhìn hắn lại càng thấy xa lạ hắn thân là phó điện chủ oán điện của thi âm tông trong liên minh tinh vực, có lẽ âm dương hư thực tu sĩ hắn chưa thấy hết toàn bộ, nhưng tu sĩ đạt tới khuy nít gần như ai hắn cũng đã từng gặp qua. Dù sao tu sĩ khuy nít kỳ trở lên trong liên minh tinh vực cũng không phải quá nhiều. Nhất là đồng tử đầu to kia lại càng khiến hắn hoài nghi trong lòng. Tu vi của đồng tử đầu to kia mặc dù là khuy nít, nhưng ở trên người đối phương hắn không nhìn thấy được một chút ý cảnh nào, ngược lại trong cơ thể đối phương không ngờ còn có một luồng tiên lực nồng đậm đây là tiên nhân lưu thanh vân trợn tròn hai mắt lui về phía sau nhanh hơn ngươi chạy không thoát đâu gợn sóng dưới chân vương lâm bỗng nhiên tản ra cả người trong phút chốc biến mất cảnh tượng này khiến cho lưu thanh vân gần như hồn bay phách lạc súc địa thành thốn hắn hét lên một tiếng nguyên thần trực tiếp tản ra trong phút chốc liền sụp đổ hóa thành vô số tinh quang Giống như ngân hà cuộn lên, trực tiếp hướng về phía trước với tốc độ nhanh nhất điên cuồng bỏ chạy. Những phó điện chủ kia cũng thật là giỏi. Có thể mời được một quy niết tu sĩ có xúc địa thành thốn, thù lao mà bọn họ phải trả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thanh Vân tâm thần chấn động, nhưng giờ phút này cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Trước mặt là một tu sĩ có thần thông xúc địa thành thốn, đối với đối thủ cùng giai có thể nói là bất bại tiến thoái tự do, giao chiến với loại người như vậy hoàn toàn là một cơn ác mộng. Nguyên thần của hắn hóa thành tinh quang, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng trong phút chốc, ở phía trước, Vương Lâm một bước đi ra, tay phải hướng xuống dưới hung hăng vỗ vào hư không một cái. Lập tức thiên địa chấn động, một sức tấn công mạnh mẽ đánh xuống, thân mình Lưu Thanh Vân bị bức phải dung nhập lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, định lui về phía sau, bên tai lập tức truyền đến một tiếng cười ngây ngô chỉ thấy đồng tử đầu to kia lắc cái đầu to ngăn cản đường lui của lưu thanh vân ở đằng xa tháp sơn mang theo tiếng gào thét nhanh chóng tiến đến lưu thanh vân cười khổ hắn biết đối diện với khuy nít tu sĩ có sút địa thành thốn mình hoàn toàn không có cách nào chạy thoát lúc này liền thở dài ông quyền nói đạo hữu ngươi và ta cũng không phải là có mối thù truyền kiếp nếu có thể tha cho ta một con đường sống việc này nhất định ta sẽ đền đáp vương lâm liếc nhìn lưu thanh vân một cái chậm rãi nói đền đáp như thế nào lưu thanh vân cắn răng một cái nói ta có nguyên thần của một khuy niết tu sĩ lấy nguyên thần của hắn để đền đáp thì thế nào nguyên thần kia là đối thủ không đội trời chung của hắn nhiều năm trước đã bị hắn dùng sức mạnh của thi âm tông phá đi thân thể lấy nguyên thần vốn chuẩn bị để luyện thành khôi lỗi nhưng giờ phút này vì bảo toàn sinh mệnh cũng cực kỳ đau lòng mà dân ra vậy thì đưa ra đây. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường. Lưu Thanh Vân ánh mắt lóe lên, nhìn Vương Lâm, nói, đạo hữu, sau khi tại hạ đưa ra, ngươi vẫn không buông tha cho Lưu Mổ thì. Không chờ cho hắn nói hết lời, Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lưu Thanh Vân, bình tĩnh nói, cho ngươi thời gian ba nhịp thở để suy xét. Lưu Thanh Vân trầm ngâm, thầm than một tiếng, tay phải điểm vào mi tâm một cái, lập tức giữa mi tâm hiện lên gợn sóng từ trong bay ra một tấm kính sau khi tấm kính này xuất hiện lập tức trên đó lóe lên hào quang có một nguyên thần của một nam tử trung niên chậm rãi bay ra lưu thanh vân không hề do dự đem nguyên thần đưa về phía trước rơi vào trong tay vương lâm cẩn thận nhìn thoáng qua vương lâm gật gật đầu nguyên thần này quả thật là một quy niết tu sĩ tuy nhiên hiện tại thần trí cũng đã tiêu tan chỉ còn lại thể xác của nguyên thần mà thôi sau khi thu lấy nguyên thần này vương lâm lắc đầu nói lấy vật này để đổi lấy sinh mạng là không đủ lưu thanh vân cười khổ hắn cũng biết vật mình đưa ra so với những phó điện chủ kia còn kém hơn rất nhiều trong lúc trầm ngâm vẻ mặt hắn âm tình bất định hắn ngẩng mạnh đầu cắn răng một cái nói đạo hữu tại còn một vật vật ấy nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng hắn nói xong trong hai mắt không thể không lóe lên vẻ độc ác tay phải chạm lên tấm kính vừa biến ảo hiện ra từ giữa mi tâm kia lập tức liền có một luồng uy áp cực kỳ vô biên trong phút chốc tràn ngập trời đất từng tiếng tim đập ầm ầm lay động tâm thần từ trong tấm kính kia truyền ra ngay sau đó từ bên trong có một thi thể chậm rãi bay ra thi thể này toàn thân đỏ sẫm ngay khi xuất hiện lập tức một ngọn lửa tràn ngập trời đất ngọn lửa này cực kỳ kịch liệt cho dù là đồng tử đầu to kia cũng phải biến sắc trong thi âm tông ta trong bản xếp hạng những kỳ thi dị thể Viêm linh hỏa thi này đứng hàng thứ 12. Nếu đoạt xá thành công, hết thảy hỏa hệ thần thông trong trời đất đều không thể gây ra một chút tổn thương nào, ngoài ra còn có thể nắm trong tay thiên địa chi hỏa, có thể đối phó được với hết thảy thần thông. Đây là một món hàng có giá trị cực cao, lấy nó để đổi lấy tính mạng tuyệt đối là đủ rồi. Lưu Thanh Vân nói xong, vung tay phải, lập tức hỏa thi này bay thẳng đến Vương Lâm. Hỏa thi kia tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Nhưng ngay lúc đó, thi thể này bỗng nhiên mở hai mắt, từ bên trong lộ ra một luồng hào quang điên cuồng. Lưu Thanh Vân sắc mặt dữ tợn, quát to, bạo. Ầm một tiếng, hỏa thi kia nổ tung, vẫn chưa ảnh hưởng đến chu tức tinh mà chỉ tập trung toàn bộ trong một phạm vi nhỏ, như vậy mới có thể làm cho uy lực của nó phát huy đến mức lớn nhất. Một ngọn lửa không thể tưởng tượng được ở nơi này trong nháy mắt điên cuồng tràn ngập không trung. Gần như toàn bộ những đám mây trên không trung đều tan rã, thậm chí còn có những vết nứt lớn lan khắp bầu trời. Quy lực của ngọn lửa này quá lớn, Tháp Sơn không thể không lùi lại. Ngay cả đồng tử đầu to kia tâm thần cũng kịch chấn, trong khi ngọn lửa khi bùng lên, lập tức lui về phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong khoảnh khắc vừa rồi hắn thầm nhủ nếu hỏa thi ở phía trước người mình nổ tung thì tuyệt đối sẽ không thể tránh được kiếp nạn này. Hắn chẳng thể ngờ được khi đang mười phần chiếm ưu thế, lưu thanh vân kia không ngờ còn dám phản công như vậy đồng tử đầu to lần đầu tiên đối với tu sĩ của liên minh tinh vực có ấn tượng sâu sắc một tiếng cười điên cuồng từ trong miệng lưu thanh vân truyền ra trong lúc đó hắn giữ tận thân mình nhoáng lên bay thẳng về hướng chân trời với tính cách của hắn quyết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp hết thảy chuyện vừa rồi chẳng qua hắn muốn mê hoặc đối phương một đòn tự bạo của hỏa thi nếu tản ra thì có lẽ hiệu quả không lớn cho dù đối với chu tức tinh này cũng không thể có ảnh hưởng nhưng lúc này hắn đem sức mạnh tự bạo của hỏa thi này hạn chế trong phạm vi nhỏ tuy cũng không ảnh hưởng đến chu tức tinh nhưng trong phạm vi nhỏ này hắn tự tin những tu sĩ đồng cấp không ai có thể chống cự hỏa thi tan vỡ tuy rằng đau lòng nhưng lấy thi thể này để tiêu diệt một tu sĩ có thúc địa thành thốn cũng rất đáng giá hơn nữa hai người ở phía sau hoàn toàn cũng không đuổi kịp ta lưu thanh vân trong tiếng cười điên cuồng bay thẳng về phía chân trời, hắn nghĩ tốt nhất là nên nhanh một chút trở về thi âm tông lựa chọn thân thể để đoạt xá, còn những tên phó điện chủ kia hắn cũng sẽ tính kế toàn lực trả thù. Ngươi chạy không thoát đâu. Một thanh âm vô tình lạnh như băng, giống như gió rét giữa trời đông thổi tới, lọc vào trong tai Lưu Thanh Vân. Thân mình hắn lập tức trung lên, ánh mắt lộ vẻ không dám tin, thân mình lập tức dừng lại. Ở phía trước hắn, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra thần sắc hắn bình tĩnh, không một chút biến đổi, càng không có thương thế gì. Bên ngoài thân thể hắn có một cái đỉnh hư ảo đang dần dần biến mất. Không chỉ có Lưu Thanh Vân không dám tin, mà ngay cả đồng tử đầu to cũng thở hỗn hển, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ biết Vương Lâm vốn rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng trong một vụ nổ như vậy mà đối phương không ngờ lại không hao tổn đến một sợi lông. Điều này làm cho hắn trong lòng cũng không còn dám có ý chống đối nữa. Đối với Vương Lâm hắn lại càng thêm sợ hãi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Thanh Vân một cái, tiến lên một bước, thân ảnh biến mất. Lưu Thanh Vân kia trong lúc hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau, trong miệng lo lắng nói, đạo hữu hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Lúc này đây Lưu Mổ Thành Tâm đưa ra pháp bảo để đổi lấy tính mạng, ta có mà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.